Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 143. Pháp tắc sinh mệnh nhếch miệng cười, đấm một quyền vào ngực Diệp Huyên. Ầm. Trong tích tắc, cả người Diệp Huyên liền bị dội ngược ra ngoài, mà nháy mắt khi hắn bị đánh bay đó, giáp chiến thần chợt nứt ra từng lớp, không chỉ giáp chiến thần rạn nứt, mà thân thể Diệp Huyên trong khoảnh khắc đó cũng đã đổ nát. Khi Diệp Huyên dừng lại được, hắn chỉ còn lại mỗi linh hồn. Pháp tắc sinh mệnh kia đang định ra tay tiếp thì như cảm nhận được gì đó, ả ta cau mày lại rồi chợt xoay người tung quyền ra. Ầm. Một bóng người bị đánh bay. Chính là Tiểu Mộ vừa chạy đến. Pháp tắc sinh mệnh lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiểu Mộ vừa bị hất bay, sau đó ả ta xoay người nhìn về phía Diệp Huyên giờ chỉ còn lại mỗi linh hồn, ả ta đi đến chỗ Diệp Huyên rồi nói kết thúc rồi. Vừa nói xong, ả ta lại định ra tay, mà lúc này, Tiểu Mộ lại lần nữa xuất hiện trước mặt ả ta, một luồng hàn mang chợt ánh lên rồi đâm vào cổ họng của ả. Pháp tắc sinh mệnh chỉ đưa tay ra nhẹ nhàng kẹp lấy mũi dao găm của Tiểu Mộ, nhưng một khắc sau, sau gáy ả lại bỗng xuất hiện một luồng hàn mang khác. Pháp tắc sinh mệnh khẽ áp tay trái xuống dưới. Ầm. Một sức mạnh vô hình bỗng bộc phát ra khỏi cơ thể ả ta, Tiểu Mộ lại lần nữa bị đẩy lùi. Pháp tắc sinh mệnh lạnh lùng liếc Tiểu Mộ một cái, Tiểu Mộ, ngươi nên vui vì ta chỉ là một phân thân, nếu là bản thể, ngươi căn bản còn không có cơ hội để ra tay. Nói rồi, ả ta lại đi về phía Diệp Huyên. Mà lúc này, Tiểu Mộ lại ngoan cố xuất hiện trước mặt ả ta, trong thoáng chốc, vô số hàn mang xuất hiện nhấn chìm ả. Xoẹt xoẹt xoẹt. Một mảnh không gian liền bị phá rách thành từng mảnh vụn. Nhưng sau khi hàn mang biến mất, pháp tắc sinh mệnh kia lại vẫn lành lặn đứng yên ở đấy. Pháp tắc sinh mệnh bỗng vọt về phía trước, trong mắt Tiểu Mộ cô lại, cô bé lại biến mất, mà nháy mắt cô bé biến mất đó, pháp tắc sinh mệnh bỗng tung ra một quyền về phía trước. Ầm. Dưới nắm đấm đó, vùng không gian kia liền bị đánh lõm vào, cùng lúc đó, Tiểu Mộ lại bị đánh bay, nhưng trong nháy mắt khi bị hây bay đó, cô bé lại lầm nữa biến mất ở giữa không trung. Phía xa xa, pháp tắc sinh mệnh đột nhiên nghiêng người, vừa nghiêng thì có một con dao găm phóng hụt qua. Một dao vô ích. Dao còn chưa kịp rơi xuống, pháp tắc sinh mệnh đã giơ chân đá chéo vào chuôi dao. Ầm. Dưới cú đá đó, vùng không gian nơi đó lập tức vỡ nát, mà Tiểu Mộ lại lần nữa bị đánh bay, mà trong nháy mắt đó, pháp tắc sinh mệnh tiến lên trước một bước, đưa tay phải lên húc về trước bằng cùi chỏ. Ầm. Nháy mắt Tiểu Mộ liền bị đánh bay ra ngoài cả vạn trượng. Pháp tắc sinh mệnh không ra tay nữa mà quay đầu nhìn Diệp Huyên, chủ nhân, lần này thật sự phải vĩnh biệt rồi. Nói xong, ả ta đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ả lạ lần nữa húc cùi trỏ về trước. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, một bóng người lại chợt lùi. Nhưng không phải là Diệp Huyên, mà là pháp tắc sinh mệnh. Trước mặt Diệp Huyên có một cô gái. Cô gái nhìn pháp tắc sinh mệnh, một khắc sau, nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt ả, pháp tắc sinh mệnh đấm một quyền ra, nhưng cú đấm này chưa kịp trúng cô gái nọ thì pháp tắc sinh mệnh đã thấy hoa mắt, một khắc sau, ả ta cảm nhận được bụng mình truyền đến cảm giác đau đớn tột độ. Ầm. Pháp tắc sinh mệnh bị đánh bay, mà nháy mắt đó, ả ta cảm giác được tay phải mình bị tóm lại, sắc mặt pháp tắc sinh mệnh liền thay đổi, ả định đưa tay trái ra, nhưng lại bị một bàn tay tóm chặt lấy cuống họng. Sau đó thuận thế dập đầu ả ta xuống một cái. Ầm. Đầu của pháp tắc sinh mệnh lập tức va thủng không gian, mà gần như là cùng lúc đó, cô gái kia đột nhiên húc đầu gối vào bụng ả ta. Oanh. Pháp tắc sinh mệnh lập tức bay ra ngoài cả nghìn trượng. Lúc này đây, vô số ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái vừa xuất hiện kia. Cách đó không xa, Đồ liếc mắt nhìn cô gái, vẻ mặt hơi thả lỏng. Tất nhiên nàng ấy biết người này. Cô gái mặc một bộ áo bào trắng, tóc buộc thành đuôi ngựa. Diệp Huyên cũng biết cô gái này, chính là người phụ nữ hay đi theo bên cạnh người đàn ông áo xanh. Đúng lúc này, pháp tắc sinh mệnh ở phía xa đột nhiên cười nói, võ đạo siêu thần. Thú vị đấy. Võ đạo siêu thần. Như thế nào là võ đạo siêu thần? Trên diệt phàm là nhập thần, mà trên nhập thần chính là siêu thần. Tự cổ chí kim, rất ít người có thể đạt đến đẳng cấp siêu thần.
Cô gái này không quan tâm đến pháp tắc sinh mệnh mà chỉ quay sang nhìn Diệp Huyên, lúc này Diệp Huyên chỉ còn lại mỗi linh hồn, nếu không có kiếm trấn hồn và tiểu tháp, e là hắn đã thần hồn câu diệt rồi. Hắn của bây giờ căn bản không thể chịu nổi một kích toàn lực của cường giả tầm cỡ pháp tắc sinh mệnh. Cô gái thu hồi ánh mắt, nàng ấy nhìn pháp tắc sinh mệnh ở phía xa, pháp tắc sinh mệnh cười nói, trong nhân loại, rất ít cường giả được như ngươi, cho dù là được chúng ta bồi dưỡng, cũng gần như là không có. Cô gái chậm rãi đi đến chỗ pháp tắc sinh mệnh. Pháp tắc sinh mệnh nhìn cô gái, ả ta chậm rãi siết chặt tay phải lại, một khắc sau, ả đột nhiên biến mất. Phía xa xa, cô gái dựng thẳng tay phải lên đỡ lại. Ầm. Không gian phía sau cô gái bị đánh nứt, nhưng cô gái lại chẳng hề hấn gì. Một đòn bị cản ngăn, pháp tắc sinh mệnh đột nhiên đưa chân phải lên quét ngang về phía đầu cô gái, nhưng cô gái kia còn nhanh hơn, sau khi đỡ được một đòn của pháp tắc sinh mệnh, nàng ấy liền thuận thế tung về trước một quyền. Lúc chân của pháp tắc sinh mệnh chỉ còn cách đầu của cô gái vài tấc, thì bỗng, cả người ả ta bị hất bay ra ngoài, mà trong nháy mắt bị đánh bay đó, cô gái kia đột nhiên tiến về trước một bước, sau đó lên gối với khí thế như sét đánh hướng về phía pháp tắc sinh mệnh. Pháp tắc sinh mệnh hoàn toàn biến sắc, ả ta vội xoay ngang hai tay về trước để đỡ. Oanh! Trong ánh mắt của mọi người, pháp tắc sinh mệnh liền bị đẩy lùi ra ngoài mấy nghìn trượng, mà không gian nơi ả ta đi qua đều bị xé rách rồi tan biến. Pháp tắc sinh mệnh còn chưa dừng lại thì cô gái kia đã xuất hiện trước mặt ả ta, trong mắt pháp tắc sinh mệnh đột nhiên co lại, ả ta lập tức tung một quyền ra, thế nhưng lúc này ả ta đang trong tư thế bị hất lùi, hơn nữa lại đang hốt hoảng, bởi thế sức mạnh và tốc độ của cú đấm này chí ít đã bị giảm đi một nửa. Đúng như dự đoán, trong nháy mắt pháp tắc sinh mệnh ra quyền, nắm đấm của cô gái kia đã dội thẳng vào cổ họng của ả ta. Trong nháy mắt pháp tắc sinh mệnh chợt bị đẩy lùi mấy vạn trượng, mà không gian trong mấy vạn trượng này liền biến thành một cái vực đen kết sâu hóm. Sức mạnh trong cú đấm của cô gái khủng bố đến mức hủy diệt cả không gian. Thế nhưng pháp tắc sinh mệnh lại cứ thế chống đỡ trọn lực lượng của cú đấm này. Sau khi dừng lại, pháp tắc sinh mệnh liếm máu tươi bên khóe miệng, sau đó nhìn cô gái ở phía xa rồi cười nói, bao nhiêu năm rồi không bị thương đâu đấy. Mặc dù đây chỉ là một phần phân thân. Nói rồi, ả ta đưa tay phải về phía cô gái kia, một khắc sau, ả ta đột nhiên cuộn chặt tay thành nắm đấm. Mảnh không gian nơi cô gái kia đang đứng lập tức đổ nát, hóa thành hư vô. Nhưng cô gái kia lại không hề bị gì. Pháp tắc sinh mệnh híp hai mắt lại, mà lúc này cô gái nọ đã xuất hiện trước mặt ả ta, pháp tắc sinh mệnh chậm rãi nhắm hai mắt, bỗng ả nghiêng người đi, thế là lập tức tránh được một quyền chí mạng. Mà đồng thời cùng lúc đó, ả ta liền đưa một ngón tay lên đâm vào cuống họng của cô gái kia. Nhưng khi ngón tay của ả chỉ còn cách cổ họng của cô gái kia chừng nửa tấc thì đã phải dừng lại, bởi vì cô gái kia còn ra tay nhanh hơn, đã thụi một cú đấm vào bụng của ả ta. Pháp tắc sinh mệnh liền lùi lại trong nháy mắt. Cô gái vẫn chưa ngừng tay mà lại nghiêng người, lập tức bắt chọn được tay phải còn chưa kịp rút về của pháp tắc sinh mệnh, sau đó thuận thế kéo về phía mình. Cùng lúc ấy, nàng lại lên gối nhắm thẳng vào bụng của pháp tắc sinh mệnh. Trong nháy mắt pháp tắc sinh mệnh lại bị đánh bay ra xa mấy nghìn trượng. Pháp tắc sinh mệnh vừa mới dừng lại, nắm đấm của cô gái kia đã lao đến, trong mắt pháp tắc sinh mệnh co rụt, lúc này đây ả ta chỉ có thể phòng thủ, bởi vì nếu tiến công thì tốc độ của ả không nhanh bằng cô gái kia. Pháp tắc sinh mệnh đưa hai tay bảo vệ đầu mình, mà giờ khắc này, cô gái kia lại đột nhiên rụt tay về, sau đó nâng cao chân đạp xuống. Oanh! Pháp tắc sinh mệnh liền rơi thẳng xuống. Pháp tắc sinh mệnh vừa dừng lại, cô gái kia lại xuất hiện trước mặt ả. Pháp tắc sinh mệnh theo bản năng đấm ra một quyền, thế nhưng nháy mắt tung quyền ra đó, tay của cô gái kia đã bóp chặt lấy cuống họng của ả, rồi sau đó nhấc bỗng cả người ả lên. Pháp tắc sinh mệnh nhìn cô gái nọ rồi nhếch miệng cười, người không giết chết ta được đâu. Cô gái đột nhiên siết chặt tay phải lại. Một sức mạnh khổng lồ trực tiếp bao phủ lại pháp tắc sinh mệnh, thế nhưng thân thể của pháp tắc sinh mệnh chỉ hơi trở nên mờ ảo. Nhìn thấy cảnh này, cô gái khẽ nhíu mày lại, sau đó nện một quyền vào mặt pháp tắc sinh mệnh. Pháp tắc sinh mệnh lập tức bị đánh bay ra ngoài nghìn trượng. Sau khi ả ta dừng lại, thân thể lại trở nên hơi mờ ảo thêm chút,
nhưng ả ta vẫn không chết. Pháp tắc sinh mệnh nhìn cô gái rồi cười nói, thân thể phàm nhân sao có thể giết được thần? Cho dù ta chỉ là một sợi phân thân. Thần. Cô gái lắc đầu rồi cười khẽ, chúng ta không quen biết gì nhau, đừng đùa. Pháp tắc sinh mệnh lại cong môi, ta thừa nhận, so về võ đạo, ta không bằng ngươi, nhưng ngươi có giết ta được không? Lúc này, Tiểu Mộ ở phía xa đột nhiên xuất hiện trước mặt cô gái, cô bé đưa dao găm của mình cho cô gái kia. Thí thần. Đây là thứ chủ nhân trước kia của thần đình vũ trụ tặng cô bé, nó có thể giết chết cả pháp tắc vũ trụ. Thấy cảnh này, nụ cười bên khóe môi của pháp tắc sinh mệnh đanh lại. Con dao găm này của Tiểu Mộ không giết được ả là vì thực lực của Tiểu Mộ không đủ, nhưng nếu để cô gái này dùng thì tia phân thân này chắc chắn không đỡ được. Nhưng cô gái lại lắc đầu nói, không cần. Nói rồi, nàng ấy xòe tay ra, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện trong tay nàng. Trong nháy mắt khi nàng nắm chặt thanh trường thương, khí thế toàn thân nàng bỗng trở nên khác xa với trước. Cô gái nhìn pháp tắc sinh mệnh ở phía xa, một khắc sau, nàng liền biến mất. Phía xa xa, trong mắt pháp tắc sinh mệnh đột nhiên co lại, ả ta tung ra một quyền, cú đấm này vừa nổ ra, một luồng sức mạnh liền bạo phát tựa núi lửa phun trào, mà không gian bốn phía quanh ả cũng bị ảnh hưởng nứt ra. Mà lúc này, một thanh trường thương đâm đến. Thế của trường thương như trẻ tre, trực tiếp đâm vào bên trên nắm đấm của pháp tắc sinh mệnh, nó dừng lại trong tích tắc, ngay sau đó, trường thương đột nhiên đâm thẳng một mạch xuyên thủng tay của pháp tắc sinh mệnh. Sau đó nương dọc theo cách tay đâm vào cơ thể của ả ta. Pháp tắc sinh mệnh lập tức bị đẩy lùi. Xung quanh chợt lặng thinh. Cô gái nhìn pháp tắc sinh mệnh, pháp tắc sinh mệnh cũng hơi dại ra rồi quan sát thân thể của mình. Lúc này đây, có một luồng sức mạnh thần bí đang không ngừng phá hủy ả ta, mà cho dù ả có là pháp tắc sinh mệnh thì cũng không tài nào chống lại được nguồn sức mạnh kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình biến mất dần dần. Pháp tắc sinh mệnh ngẩng đầu nhìn cô gái kia, người không chỉ là võ đạo siêu thần. Cô gái không nói gì mà chỉ xoay người nhìn đám cường giả thần đình vũ trụ, lúc này đây, bọn họ đều đã đình chiến. Nhìn cô gái trước mắt, ai nấy đều tràn ngập vẻ kiêng kỵ trong ánh mắt. Ngay cả phân thân của pháp tắc vũ trụ mà cũng giết được. Cô gái kia không ra tay với người khác, nàng chỉ đi đến trước mặt Diệp Huyên. Nhìn Diệp Huyên nay chỉ còn là thể linh hồn rồi khẽ nói, bọn họ bắt nạt ngươi quá. Vừa nói xong, nàng ta xòe tay phải ra, trường thương trong cơ thể pháp tắc sinh mệnh ở phía xa bỗng bay ra rồi về đến lòng bàn tay của nàng, một khắc sau, nàng liền xoay người ném đi. Xoẹt! Trường thương liền cắm vào giữa hàng mày của pháp tắc sinh mệnh. Pháp tắc sinh mệnh nháy mắt lại bị đẩy lùi ra hơn vạn trượng, mà lúc này đây... Nửa thân dưới của ả gần như đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn dư lại một cái đầu. Pháp tắc sinh mệnh nhìn chằm chằm cô gái, người khiến ta rất tức giận. Vừa nói xong, ả ta lập tức biến mất không còn thấy đâu. Nhưng một khắc sau, vùng tinh không trên đỉnh đầu mọi người chợt bị một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố ập đến bao trùm khắp nơi. Theo cỗ sức mạnh kinh khủng này xuất hiện, toàn bộ tinh không lập tức trở nên hư huyễn, không đúng. Là cả tinh vực thần đình vũ trụ đều trở nên hư huyễn. Thấy cảnh này, mọi người ở đây đều biến sắc. Lúc này, Tiểu Mộ xuất hiện cạnh cô gái, cô bé ngẩng đầu nhìn trời sao, bản thể của nàng, sắp, đến, rồi. Bản thể của pháp tắc vũ trụ. Tiểu Mộ nhìn về phía Diệp Huyên, đi. Đi. Bản thể của pháp tắc vũ trụ giáng lâm, ở đây không ai có thể cản được. Cho dù là cô gái vừa xuất hiện này. Diệp Huyên lắc đầu, đi, đi đâu được bây giờ? Diệp Huyên nhìn về nơi mục tiểu đao biến mất, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, lòng đau như đao cắt. Hắn không ngờ rằng mục tiểu đao lại chặn pháp tắc chi lực lại cho mình. Hắn thật sự không ngờ. Nếu hắn biết mục tiểu đao có tính cách kiểu đó, thì dù có đánh chết hắn cũng không tặng ả thanh phi đao kia. Là hắn hại ả chết. Lúc này, cô gái đột nhiên nhìn về phía Đồ, dẫn hắn đi. Đồ trầm giọng hỏi, người cũng không cản được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô gái lắc đầu, bản thể pháp tắc kiểu này, trừ ba người bọn họ ra thì không ai cản lại được hết. Ta chỉ có thể cầm chân ả thôi.
Người mau dẫn hắn đi tìm phụ thân. Đồ khẽ nhíu mày, tên kia đang ở đâu? Tại sao y không tự mình đến? Đừng trách y, bây giờ y thật sự rất khó để thoát thân được. Nói rồi, nàng ấy quay sang nhìn Diệp Huyên, hắn còn phức tạp hơn so với chúng ta dự liệu. Đồ trầm giọng nói, ban nãy hắn có chút không bình thường. Lẽ ra Diệp Huyên không thể đánh thức được 12 thần bảo hộ, nhưng hắn lại làm được rồi. Chuyện này khiến nàng ấy thật sự rất lo. Cô gái gật đầu, ta biết, vì vậy ta mới đến đây. Nói xong, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào trời sao xa xôi, ả sắp đến rồi. Người mau dẫn hắn đi đi, ta cản ả lại. Đồ gật đầu, đang định mang Diệp Huyên đi thì đúng lúc này, trong tinh không xa xôi bỗng có một cô gái ung dung bước đến, đó chính là pháp tắc sinh mệnh. Có điều lần này không còn là phân thân nữa, mà là bản thể. Pháp tắc sinh mệnh nhìn xuống dưới, khóe môi hơi cong lên, đi. Người phụ nữ kia, người nghĩ hắn có thể đi được. Nói xong, nụ cười của ả càng trở nên độc địa hơn, hôm nay các ngươi đừng hỏng ai thoát được. Yên tâm, ta sẽ không giết chết các ngươi ngay đâu, ta sẽ để các ngươi nếm trải tất cả dằn vặt có trong nhân gian này. Nói xong, ả ta định ra tay thì đúng lúc này, trong tinh không xa xôi đột nhiên có một vùng không gian bị nứt ra, một khắc sau, một cô gái chậm rãi bước ra. Khi thấy cô gái này, ai nấy đều ngẩng người. Cô gái thân mang váy trắng, tay cầm trường kiếm. Cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng nhìn pháp tắc sinh mệnh, nàng chậm rãi đi về phía ả, vẻ mặt hờ hững, ai cho ngươi cái gan dám hiện nguyên thân. Nhìn thấy cô gái váy trắng, nụ cười trên mặt pháp tắc sinh mệnh dần biến mất. Thanh Nhi. Lúc này, Diệp Huyên ở phía dưới đột nhiên khẽ nói, thân thể của ta mất rồi. Cô gái váy trắng dừng bước lại, nàng quay đầu nhìn Diệp Huyên ở phía dưới. Khi thấy Diệp Huyên nay chỉ còn lại linh hồn, đầu tiên là nàng ngẩn ra, sau đó sắc mặt liền trở nên dữ tợn, là ai? Kiếm hành đạo trong tay nàng đột nhiên xuất khỏi vỏ. Vèo. Một tiếng kiếm ngân vang khắp toàn bộ tinh vực thần đình, một khắc sau, vùng vũ trụ nơi đây chợt nứt ra rồi đổ nát từng đợt, không chỉ có mỗi tinh vực thần đình vũ trụ, mà ngay cả các tinh vực gần kề nơi đây cũng đang dần bị phá hủy. Chiêu kiếm này là để tiêu diệt toàn bộ vũ trụ. Mà phía dưới lại có vô số kiếm khí bay ngang dọc, những cường giả thần đình vũ trụ kia lập tức bị nổ chết, bao gồm cả những cường giả diệt phàm cảnh cũng không thoát khỏi số phận ấy. Cô gái cầm thương cùng nhóm đồ cũng hoàn toàn biến sắc, bởi vì những kiếm khí này không phân biệt địch ta. Cô gái cầm thương lúc này tiến lên một bước, đâm một thương ra, nhưng nhát thương này vừa mới lóe lên thì thân thương đã lập tức nát vụn. Cô gái cầm thương co rụt tròng mắt lại, nàng ta lại lần nữa tiến lên. Một luồng sức mạnh thần bí lập tức bao trùm lên những kiếm khí trước mặt nàng. Võ thần vực. Nhưng mà, võ thần vực này chưa chống đỡ được bao lâu thì đã bị phá vụn. Ngay sau đó, vô số kiếm khí liền chém về phía nhóm người cô gái cầm thương. Thấy kiếm khí chém tới, một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng cô gái cầm thương. Nàng ta không cảm được kiếm khí của cô gái kia. Nàng cũng phát hiện đối phương đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Đúng lúc này, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt cô gái cầm thương. Kiếm khí dừng lại khi chỉ còn cách trán hắn nửa tấc. Thấy vậy, những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là không ai ngăn cản được kiếm khí ấy cả. Diệp Huyên cũng kinh hãi vô cùng, đừng nói là linh hồn thể, ngay cả bản thể của hắn có mặc giáp chiến thần cũng không đỡ được kiếm khí này của Thanh Nhi. Kiếm khí phát ra khi nàng ấy phẫn nộ, thế gian này có bao nhiêu người cản được. Đúng lúc này, cô gái váy trắng bỗng xuất hiện trước Diệp Huyên. Nàng ấy vung tay, kiếm khí bốn phía lập tức biến mất. Khi chúng biến mất, vô số cường giả tinh vực đều thở phào nhẹ nhõm. Một kiếm vừa rồi của cô gái váy trắng không chỉ đơn giản nhằm vào tinh vực thần đình, mà nhằm vào tất cả thế giới. Nếu chúng không biến mất thì vũ trụ biến mất chỉ là vấn đề thời gian. Đồ cả giận nói với đối phương, người phát điên gì đấy? Không phân rõ địch ta sao? Suýt nữa nàng ấy cũng đã bị người này giết luôn. Cô gái váy trắng chỉ lạnh lùng nhìn đồ, đang làm kiếm tu lại đổi thành quyền tu. Ngươi tự xem lại mình, biết bản thân yếu ớt thế nào không? Đồ không nói. Thật ra nàng ấy cũng hối hận lắm. Nếu biết ca ca còn sống thì có đánh chết nàng cũng sẽ không lãng phí mười mấy vạn năm.
Nếu ngay từ đầu nàng ấy không đánh mất ý chí, không tiêu phí ngần ấy thời gian, sức mạnh của nàng tuyệt đối sẽ không thua kém võ thần An Lan Tịnh. Cô gái váy trắng không đếm xỉa đến đổ nữa mà nhìn sang Diệp Huyên, sắc mặt lạnh buốt, là ai? Hắn chỉ vào pháp tắc sinh mệnh ở chân trời, là ả. Chính ả đã ức hiếp ta. Cô gái váy trắng ngẩng đầu nhìn pháp tắc sinh mệnh, gương mặt pháp tắc sinh mệnh cũng vô cùng nghiêm trọng. Ả ta tất nhiên biết về người con gái này, cái người đi ngược lại vô số pháp tắc, bao gồm cả pháp tắc sinh mệnh của ả. Vì vậy, ả ta vô cùng kiêng kỵ nàng ấy. Hơn nữa nhị tỷ đã nghiêm khắc lệnh cho bọn họ không được dùng chân thân hiện thế, càng không được trực tiếp đối đầu với người này. Sở dĩ ả lại đích thân xuất hiện ở đây là vì quá phẫn nộ. Đường đường là pháp tắc sinh mệnh mà lại bị một tên phàm nhân hành hung. Nhẫn nhịn được sao? Tất nhiên là không rồi. Nhưng ả ta không ngờ rằng khi chân thân vừa xuất hiện, cô gái kia cũng có mặt. Rõ ràng nàng ấy vẫn luôn theo dõi bọn họ. Cô gái váy trắng đi về phía pháp tắc sinh mệnh. Ả ta thu hồi suy nghĩ, cười nói, nhị tỷ dặn không thể đối đầu với ngươi, nhưng ta không phục. Đến đây đi, để ta xem ngươi mạnh đến đâu. Nói rồi, nàng ấy chậm rãi nắm tay phải lại, ngưng tụ một luồng sức mạnh khổng lồ. Tinh không bốn phía sôi lên sùng sục. Cô gái váy trắng nhìn pháp tắc sinh mệnh, khóe môi cong lên đầy khinh miệt, ngươi cũng xứng. Lời vừa ra, kiếm hành đạo trong tay nàng đã rời vỏ. Phập. Nó đâm phập vào giữa trán pháp tắc sinh mệnh. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Ngay cả pháp tắc sinh mệnh cũng cứng đờ. Ả ta đã chuẩn bị ra tay khi thấy cô gái váy trắng rút kiếm, nhưng vào đúng khoảnh khắc ấy, kiếm đã đâm xuyên trán ả. Ngay cả cơ hội ra tay cũng không có ư. Đầu óc pháp tắc sinh mệnh trống rỗng. Diệp Huyên bên dưới cũng ngớ người. Thanh Nhi thật sự khủng bố đến vậy sao? Chỉ dùng một kiếm đã giết được một pháp tắc vũ trụ. Đây chính là giết trong nháy mắt đó. Hắn vốn còn mong chờ trận đại chiến giữa Thanh Nhi và thần đình vũ trụ để học tập, nào ngờ Thanh Nhi chỉ vừa ra tay là mọi chuyện đã kết thúc. Thật ra thì pháp tắc sinh mệnh mới là người kinh ngạc nhất. Ả ta cho rằng cho dù mình có đánh không lại cô gái váy trắng thì cũng không thua kém quá nhiều. Nào ngờ chênh lệch giữa bọn họ, không chỉ là một ít mà thôi. An Lan Tịnh nhìn cô gái váy trắng với vẻ phức tạp trong mắt. Vẫn là thiên mệnh vô địch như xưa. Cô gái váy trắng đi đến trước mặt pháp tắc sinh mệnh, muốn xem ta mạnh đến đâu. Ngươi xứng sao? Ngươi xứng sao? Những người khác nhìn nàng ấy như đang nhìn quái vật. Kia chính là pháp tắc sinh mệnh. Vậy mà đến một kiếm của cô gái này cũng không đón đỡ nổi. À không, đúng hơn là không có lấy một cơ hội để ra tay mới đúng. Người này rất cuộc kinh khủng đến mức nào. Pháp tắc sinh mệnh trợn trừng mắt nhìn cô gái váy trắng, sinh mệnh chi lực trong cơ thể không ngừng duy trì tính mạng, nhưng tất cả đều vô dụng. Cho dù ả ta có là pháp tắc sinh mệnh khống chế sinh mệnh chi lực thì cũng không cách nào chữa trị tổn thương này. Vết thương do cô gái váy trắng gây ra không thể được chữa lành bởi bất kỳ pháp tắc nào, bao gồm pháp tắc sinh mệnh. Nàng ấy nói, gọi người đến đây. Gọi người. Người khác. Nàng lại nói, gọi lũ pháp tắc vũ trụ rác rưởi kia đến đây. Sắc mặt pháp tắc sinh mệnh trở nên xấu xí vô cùng, còn xen lẫn một tia sợ hãi. Đời này của ả ta chỉ sợ ba người. Thứ nhất là chủ nhân. Người sáng lập thần đình vũ trụ, Diệp Thần. Ả ta vừa kính lại vừa sợ người này. Thứ hai là nhị tỷ. Mà trước mắt, chính là người thứ tư khiến ả ta phải sợ hãi. Cô gái váy trắng nhìn pháp tắc sinh mệnh, không gọi chứ gì. Pháp tắc sinh mệnh ngẩng đầu nhìn vào vũ trụ, nhưng nơi ấy không có gì cả. Nhìn thấy cảnh này, ả ta bỗng dưng bật cười. Ả biết, mình đã bị bỏ rơi rồi. Kiếm tu đứng trước mặt ả là một cường giả ngang hàng với chủ nhân. Căn bản không phải người ả ta có thể một mình chống lại. Chết là kết quả đã định. Pháp tắc sinh mệnh bỗng đưa mắt nhìn xuống Diệp Huyên bên dưới, hỏi có biết vì sao trước kia bọn ta muốn giết ngươi không? Hắn lắc đầu, không muốn biết, ngươi là pháp tắc sinh mệnh, có thể hồi sinh cho tiểu đao không? Sở dĩ hắn hỏi vậy là vì thấy bất tử lão nhân được ả ta cứu. Nếu pháp tắc sinh mệnh đã có thể cứu ông ta thì biết đâu cũng có thể cứu mục tiểu đao.
pháp tắc sinh mệnh nhìn hắn cười, được. Hắn đi đến trước mặt ả ta, cứu nàng ta ngay. Pháp tắc sinh mệnh nhăn nhở, xin ta đi. Diệp Huyên gật đầu, ta xin ngươi. Nụ cười trên mặt pháp tắc sinh mệnh dần tắt đi, cứ thế nhìn Diệp Huyên, một hồi sau mới khẽ nói, ngươi có còn nhớ ta không? Kẻ chưa từng được ngươi để mắt đến. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt, hình ảnh trước kia hiện lên trong tâm trí. Dẫn ở dưới gốc cây kia, người đàn ông say mê đọc sách, thi thoảng sẽ lộ ra một nụ cười. Đạo nhất quanh quẩn bên chân hắn, tay cũng cầm một quyển sách, đọc đến là chăm chú. Tiểu Mộ thì đang chăm chỉ tu luyện ở một bên. Ngoài ra còn có một cô bé khác mặc váy hai màu xanh đỏ, tóc tết thành bím, trông đáng yêu vô cùng. Cô bé này ngồi trên một tảng đá cách tảng cây không xa, tự mình tiêu khiển, thi thoảng lại liếc nhìn người đàn ông dưới gốc cây. Nhưng ánh mắt của người này không dành cho Đạo Nhất thì cũng dừng lại trên người Tiểu Mộ. Sắc mặt cô bé không khỏi trở nên u uất. Một hồi sau, cô bé bỗng gom hết can đảm nhặt lên vài hòn đá nhỏ, chạy đến trước mặt người đàn ông, nói với chút hồi hộp, chủ nhân, chúng ta chơi cùng nhau, có được không? Hắn đáp, ta phải đọc sách cùng Đạo Nhất, người đi chơi đi. Cô bé nhìn Đạo Nhất, thoáng cúi đầu, muốn nói gì đó rồi lại không dám. Sau một hồi im lặng, cô bé rời đi, những viên đá trong tay vương vãi trên mặt đất. Nghe tiếng đá rơi, người đàn ông ngẩng lên nhìn cô bé, nhưng đương lúc hắn do dự muốn lên tiếng gọi, lại nghe Đạo Nhất nói, chủ nhân, đoạn người đang đọc có nghĩa gì vậy? Hắn nhìn cô bé với vẻ kinh ngạc, không phải ta đã giải thích rồi sao? Đạo Nhất chớp chớp mắt, lém lỉnh cười, muốn nghe chủ nhân nói lại cơ. Người đàn ông cười cười, giải thích lại một lần, khi nói xong thì cô bé kia đã biến mất. Đạo Nhất tiếp tục nghiêm túc đọc sách. Sau một hồi im lặng, người đàn ông nhìn những viên đá lăn lóc kia, không biết đang nghĩ gì. Hình ảnh chấm dứt tại đây. Trong hiện thực, đứng trước pháp tắc sinh mệnh, Diệp Huyên mở mắt, mở cả tay ra. Trong lòng bàn tay hắn là 6, 7 viên đá nhỏ. Diệp Huyên ngơ ngác, không biết chúng xuất hiện từ đâu. Cô gái váy trắng thoáng liếc nhìn hắn, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy những viên đá, pháp tắc sinh mệnh cũng ngẩn ra, sau đó ả ta nở nụ cười, cười một hồi lại thành khóc. Ả đi đến, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyên, tựa đầu vào ngực hắn, hai mắt khép hờ, khẽ nói, chủ nhân, kẻ ngoan nhất chưa chắc đã tốt nhất, người phải cẩn thận. Lời còn chưa hết, âm thanh đã im bặt. Pháp tắc sinh mệnh không còn hơi thở nữa. Thi thể ả ta cũng mở dần đi. Cô gái váy trắng đứng cạnh Diệp Huyên bỗng quay đầu, hai mắt tràn ngập băng giá, dám giết người trước mặt ta. Nói xong, kiếm hành đạo trong tay nàng ấy bay vút ra. Xoẹt. Kiếm phá không mà đi hơn 100 vạn dặm. Uỳnh. Ở tận cùng vũ trụ, một tinh vực trực tiếp bị kiếm này hóa thành hư vô. Nhưng cô gái váy trắng lại cau mày. Kiếm của nàng không giết được đối phương. Kẻ ấy đã chạy rồi. Đây là lần đầu tiên có người thoát khỏi kiếm của nàng ấy. Cô gái váy trắng xòe tay ra, gọi hành đạo trở về, trên thân kiếm có một giọt máu tươi. Ánh mắt nàng ấy nhìn nó lạnh lẽo vô cùng, không biết đang suy nghĩ gì. Thi thể pháp tắc sinh mệnh trong lòng Diệp Huyên đã hoàn toàn biến mất, nhưng trong tay hắn lại xuất hiện một con người gỗ. Pháp tắc sinh mệnh đã đặt nó vào tay hắn. Người gỗ trông y hệt như ả ta. Hiển nhiên nó đã được ả một mực giữ lại cho đến hôm nay. Diệp Huyên nhìn con người gỗ, rơi vào im lặng. Đúng lúc này, hàng loạt những đốm sáng màu xanh hội tụ lại sau lưng Diệp Huyên, nhanh chóng ngưng tụ lại thành một linh hồn. Mục tiểu đao. Hắn xoay người, thấy là linh hồn của ả ta thì thở phào. Pháp tắc sinh mệnh cuối cùng vẫn cứu sống mục tiểu đao. Diệp Huyên nhìn người gỗ nhỏ trong tay, thu nó về. Mục tiểu đao mờ mịt nhìn bốn phía, ta chưa chết ư. Hắn mỉm cười, ngạc nhiên lắm đúng không? Mục tiểu đao nhìn hắn, pháp tắc sinh mệnh đã cứu ta. Diệp Huyên gật đầu. Mục tiểu đao cau mày, ngươi thắng được à? Diệp Huyên mỉm cười, để ta giới thiệu một người cho ngươi. Hắn bước đến bên cạnh cô gái váy trắng, đây là muội muội ta, Thanh Nhi. Ánh mắt vừa nhìn thấy cô gái váy trắng, sắc mặt mục tiểu đao lập tức trở nên nghiêm túc, gật đầu nói.
Chào đại lão. Đại lão. Cô gái đánh giá ả ta một phen rồi khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Mục tiểu đao nhìn Diệp Huyên, ta phải đi. Hắn cau mày, đi đâu? Mục tiểu đao, trở về. Hắn lắc đầu, người trở về chỉ có một con đường chết. Mục tiểu đao cười, không đâu. Diệp Huyên còn muốn nói gì nữa thì đã nghe ả ta cười, tiện nhân, ta chỉ thông báo một tiếng, không cần ngươi phải đồng ý. Hắn lắc đầu, ta không có ý gì khác, chẳng qua trước kia ngươi từng giúp ta, bây giờ ngươi lại trở về. Mục tiểu đao cười, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng ta vẫn phải đi. Cô gái váy trắng bỗng nói, ta sẽ về cùng ngươi. Diệp Huyên. Mục tiểu đao lập tức lắc đầu, ta biết đại lão muốn giết pháp tắc vũ trụ, nhưng cho dù ta có trở về cũng không gặp được. Bọn họ chưa từng dùng chân thân xuất hiện trước mặt chúng ta. Cô gái khẽ gật, ta biết rồi. Mục tiểu đao thoáng nhìn Diệp Huyên rồi lại nhìn Ma Y và Kiếm Thất, thấy họ không tiếp tục đánh nhau nữa thì nói. Đi thôi. Ả ta xoay người rời đi. Ma Y vội nối gót, Kiếm Thất do dự một hồi rồi cũng theo bước. Ở nơi xa, Ma Y nói, nàng ta giết pháp tắc sinh mệnh chỉ bằng một kiếm duy nhất. Một kiếm, pháp tắc sinh mệnh không có cơ hội chống trả. Kinh khủng thật sự. Mục tiểu đao thì thầm, sau lưng tiện nhân kia còn hai nhân vật khác cũng lợi hại ngang đại lão. Ma Y thấp giọng hỏi, hai ư. Mục tiểu đao gật đầu. Ma Y bất đắc dĩ thở dài, một cô gái váy trắng đã khủng bố thế này, thêm hai người nữa thì còn chơi kiểu gì đây? Mục tiểu đao nhìn kiếm thất, ngươi cũng là kiếm tu, nhìn thầy đại lão rồi có thấy tự ti không? Tự ti ư. Kiếm thất quả thật có chút tự ti. Kiếm của cô gái kia, mạnh đến nỗi khiến lòng người tuyệt vọng, không sinh ra được chút suy nghĩ đuổi theo nào. Pháp tắc vũ trụ sự tồn tại như thần linh trong lòng họ lại không đỡ nổi dù chỉ một kiếm của cô gái. Quá mức đáng sợ. Ma Y bỗng hỏi mục tiểu đao, ngươi thật sự muốn trở về sao? Mục tiểu đao, ngươi cho rằng ta đang nói đùa. Ma Y do dự rồi nói, trở lại đó, có thể sẽ không rời đi được. Mục tiểu đao cười, nàng ta tạo ra ta có thể nào cũng không thể phản bội như vậy. Ma Y chỉ nhìn ả ta không tiếp tục khuyên can nữa. Nàng ta biết lấy tính tình của mục tiểu đao, chỉ cần bản thân đã quyết định làm gì thì không ai có thể khiến ả ta thay đổi suy nghĩ. Ba người nhanh chóng biến mất ở tận cùng vũ trụ. Diệp Huyên nhìn mục tiểu đao rời đi, khẽ thở dài trong lòng. Hắn rất muốn giữ ả ta lại, nhưng cũng biết không thể. Diệp Huyên lắc đầu, thu hồi suy nghĩ rồi hỏi cô gái váy trắng, Thanh Nhi, sao muội lại đến đây? Hắn vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của nàng ấy. Nàng nói cảm nhận được bọn họ dùng chân thân hiện ra nên đến. Diệp Huyên, muội có thể cảm nhận được những pháp tắc vũ trụ khác không? Cô gái váy trắng lắc đầu. Diệp Huyên cau mày, cả muội cũng không thể ư. Nàng ấy gật đầu. Diệp Huyên im lặng một hồi rồi quay sang hỏi tiểu mộ có biết những pháp tắc vũ trụ kia ở đâu không? Nàng ta lắc đầu, không, biết. Ngay cả tiểu mộ cũng không biết. Diệp Huyên cảm thấy đau đầu, rồi như nghĩ đến điều gì mà hỏi cô gái váy trắng, Thanh Nhi, pháp tắc sinh mệnh vừa rồi bỗng nhiên biến mất là do có ai ra tay với ả sao? Nàng ấy gật đầu, chạy rất nhanh. Sắc mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm trọng. Có thể thoát khỏi một kiếm của Thanh Nhi đã là kinh khủng rồi. Cô gái váy trắng lại nói, dường như ả còn muốn nói gì đó với huynh, nhưng người phía sau lại không muốn huynh biết. Diệp Huyên gật đầu, pháp tắc sinh mệnh trước khi biến mất đã cảnh bảo hắn phải cẩn thận, nhưng cẩn thận về điều gì mới được. Vào lúc này, cô gái váy trắng bỗng quay phát lại nhìn cô gái dương tộc ở gần đó. Hai người đối mặt nhau, bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Diệp Huyên ngớ ra, chẳng lẽ bọn họ có thù oán gì với nhau? Hắn vội vàng bước ra chắn đường, khẽ nói với cô gái váy trắng, ban nãy nhờ có tiên tổ hỗ trợ, ta mới kiên trì được đến hiện tại. Nàng ấy gật đầu, ta sẽ không giết nàng. Diệp Huyên. Cô gái dương tộc chỉ nhìn cô gái váy trắng, không mở miệng cũng không hù dọa gì. Nàng ta biết mình không có năng lực tìm đối phương báo thù. Kẻ yếu hơn lại hù dọa người mạnh hơn là một điều cực kỳ ngu xuẩn. Diệp Huyên, Thanh Nhi có kế hoạch gì tiếp theo?
Cô gái váy trắng, đi tìm người vừa nãy. Người ra tay ban nãy. Nàng ấy gật đầu, và một vài pháp tắc vũ trụ. Nàng thoáng liếc nhìn không gian, bọn chúng sống dựa vào vũ trụ, chỉ cần diệt hết vũ trụ, chúng ắt sẽ phải lộ diện. Những người khác không khỏi kinh hãi. Diệp Huyên cũng có phần xấu hổ, Thanh Nhi à, ý tưởng này của muội nguy hiểm quá. Hắn biết nàng ấy chắc chắn có năng lực hủy diệt vũ trụ. Vừa nãy nếu Thanh Nhi không thu tay, e rằng vũ trụ này sẽ thật sự biến mất. Cô gái váy trắng bỗng nhìn sang hắn, huynh còn vũ trụ này còn. Diệp Huyên. Những người khác im lặng. Họ cũng biết cô gái này không hề nói phét. Nếu không phải vì Diệp Huyên thì nàng ấy đã có thể giết toàn bộ pháp tắc vũ trụ kia dễ như trở bàn tay. Muốn trốn ư? Ta xóa sổ vũ trụ này, xem ngươi còn trốn đi đằng nào. Giữa không gian mênh mông này, cô gái váy trắng không đặt bất kỳ ai vào mắt, ngoại trừ Diệp Huyên. Sở dĩ vũ trụ này còn tồn tại, chẳng qua là vì nàng ấy yêu ai yêu cả tông chi họ hàng mà thôi. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên vội hỏi, Thanh Nhi giúp ta một việc được không? Cô gái váy trắng gật đầu, nói đi. Diệp Huyên liếc nhìn Võ Kha, cầu hôn. Cầu hôn. Võ Kha nghe mà ngây ngẩn, sau đó cảm nhận được một dòng suối ấm áp chảy vào tim. Nàng ta biết Diệp Huyên đang muốn giúp mình. Cô gái váy trắng gật đầu, được. An Lan Tịnh bỗng lên tiếng, nhóc con, ta cũng nên đi rồi. Diệp Huyên hỏi, xưng hô thế nào? An Lan Tịnh, An Di. Hắn cung kính thi lễ, đa tạ An Di. Bà mỉm cười, phụ thân người có chút việc nên không thể phân thân đến đây, mới nhờ ta thay mặt. Diệp Huyên gật đầu, ta không trách ông ấy. An Lan Tịnh gật đầu, bảo trọng. Diệp Huyên lại thi lễ, An Di đi thong thả. An Lan Tịnh liếc mắt nhìn cô gái váy trắng rồi xoay người, biến mất ở cuối chân trời. Đồ nói với Diệp Huyên, ta cũng phải đi. Diệp Huyên, đi nơi nào? Tu luyện, yên tâm, nếu huynh gặp nguy, ta chắc chắn sẽ đến. Đồ đáp, thoáng nhìn cô gái váy trắng một lần rồi biến mất ở chân trời. Thấy đồ đi rồi, Diệp Huyên lại nghe Ngôn Tiểu Tiểu nói, trước mắt thì pháp tắc vũ trụ do ngươi tạo ra, nhưng bọn họ lại phản bội ngươi và điều khiển toàn bộ thần đình vũ trụ. Hắn lắc đầu, ta không muốn quan tâm những thứ này. Ngôn Tiểu Tiểu lắc đầu, ngươi không trốn tránh được. Diệp Huyên im lặng, đúng vậy, hắn tránh không thoát. Ngôn Tiểu Tiểu, nếu ta đoán không sai, mười mấy siêu cường giả diệt phàm cảnh xuất hiện trước đó đều do các pháp tắc vũ trụ âm thầm bồi dưỡng ra, mà có thể chỉ là một phần trong đó. Nàng ta nhìn cô gái váy trắng, nhưng nếu có cô nương này đi theo, ngươi không phải bận tâm về những thứ này nữa. Diệp Huyên cũng nhìn sang. Trong lòng tự hiểu Thanh Nhi sẽ không mãi kè kè bên người hắn. Sở dĩ nàng ấy xuất hiện là vì bản thể của pháp tắc vũ trụ xuất hiện, bằng không e rằng nàng sẽ không đến. Có rất nhiều việc hắn phải tự mình đối mặt. Diệp Huyên hỏi Ngôn Tiểu Tiểu, cô nương có hứng thú cùng ta đi điều tra không? Nàng ta gật đầu, có. Diệp Huyên, thần đình vũ trụ hiện nay còn có người không? Ngôn Tiểu Tiểu, bên dưới thì có. Nhưng ta không biết bọn họ có chịu nhận ngươi làm chủ hay không. Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi nói, ai đồng ý có thể đến cửu duy, ở lại bất tử đế tộc, không đồng ý thì ta cũng không ép. Ta sẽ liên hệ. Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu rồi thoáng khựng lại, thần đình vũ trụ trước kia luôn bảo vệ hòa bình vũ trụ, nhưng hiện nay phần lớn cường giả đều đã bỏ mạng, rất nhiều nơi có thể xảy ra đại loạn, ngươi phải cân nhắc việc này. Đợi ta về rồi sẽ xử lý. Diệp Huyên nói rồi nhìn sang Võ Kha, Tiểu Kha, chúng ta đi. Đối phương gật đầu. Ba người nhanh chóng biến mất ở phương xa. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn vào vũ trụ sâu thẳm, thấp giọng thở dài. Nàng ta hoàn toàn không ngờ sự tình sẽ phát triển đến nước này. Bỗng dưng có một cô gái xuất hiện phía sau Ngôn Tiểu Tiểu, chính là người nắm giữ toàn bộ hệ thống tình báo của thần đình vũ trụ Chi Thanh. Ngôn Tiểu Tiểu hỏi, người nghĩ thế nào? Chi Thanh lắc đầu, trước mắt rất loạn, không biết được. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn đối phương, người có biết chuyện của thần đình vũ trụ vào năm ấy không, năm đầu tiên ấy? Chi Thanh lắc đầu, lịch sử của người lập nên thần đình vũ trụ đã bị xóa bỏ. Xóa bỏ?
Ngôn Tiểu Tiểu thì thầm, xem ra mọi việc phức tạp hơn chúng ta tưởng nhiều. Nơi tận cùng vũ trụ. Diệp Huyên hỏi Võ Kha, Tiểu Kha, Võ gia đang ép cô phải liên hôn với nam ly tộc gì đó đúng không? Võ Kha gật đầu. Diệp Huyên gật gù rồi nhìn cô gái váy trắng, trần trừ hỏi, Thanh Nhi, nói trước là có thể giết người, nhưng bà ai cũng giết thì không được. Hắn đã nhận ra Thanh Nhi mà điên lên thì người mình cũng giết. Không tốt chút nào, cô gái váy trắng gật đầu, ta sẽ cố gắng. Sắc mặt Diệp Huyên đọng lại, dần già có phần hoảng hết. Hắn đến là để cầu hôn, không phải để diệt tộc, Võ Kha cũng cuống quýt không kém. Đưa vị đại lão này đến võ tộc có thật sự ổn không? Nàng ta bắt đầu lo lắng cho gia tộc. Nơi nào đó trong tinh không, có một cô gái lẳng lặng đứng, phía sau nàng ta là một con ma long khổng lồ. Cô gái này chính là Ma Tiểu Song. Nàng ta nhìn xuống quyển trục trong tay, một hồi sau mới thu hồi ánh mắt, khẽ nói, thần đình vũ trụ. Lúc này, ông lão đứng cạnh nàng ta trầm giọng nói, thần đình vũ trụ đã xong đời. Ma Tiểu Song lắc đầu, không, nó trở nên kinh khủng hơn mới đúng. Ông lão cau mày, có ý gì? Ma Tiểu Song, vì pháp tắc vũ trụ đã xuất hiện. Hơn nữa, nhìn vào những người mà họ gọi đến, có thể thấy bọn họ đã âm thầm nuôi dưỡng rất nhiều siêu cường giả. Thần đình vũ trụ trở nên đáng sợ hơn trước kia chính là vì chúng ta không biết gì về họ cả. Ông lão do dự rồi nói, nhưng họ cũng có một kẻ địch mạnh hơn. Ma Tiểu Song cười, Diệp Huyên ư. Ông lão gật đầu. Ma Tiểu Song, hắn có thể chính là chuyển thế của người sáng lập thần đình vũ trụ. Ông lão gật đầu, vô cùng có thể. Ma Tiểu Song im lặng hồi lâu, khẽ nói, chúng ta phải bắt tay với hắn. Ông lão do dự rồi hỏi, tiểu thư, chúng ta thật sự phải liều mạng cùng thần đình vũ trụ sao? Ma Tiểu Song lạnh nhạt nói, mối thù của gia tộc ma đạo năm ấy, sao có thể không báo? Ông lão thở dài trong lòng. Chấm chấm chấm. Trong tinh không, Diệp Huyên ngự kiếm mà đi, bên cạnh là Võ Kha và cô gái váy trắng. Võ Kha vô cùng tò mò về người con gái kia, bèn quan sát nàng ấy một cách hiếu kỳ. Đây là người đã giết một pháp tắc vũ trụ. Chưa kể lại còn giết trong nháy mắt. Kinh khủng vô cùng. Võ Kha phân vân một hồi rồi nói, tiền bối rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mạnh cỡ nào? Diệp Huyên nghe vậy cũng nhìn sang, rất muốn biết Thanh Nhi mạnh đến bậc nào. Cô gái váy trắng nhàn nhạt nói, không biết. Không biết. Diệp Huyên lắc đầu cười khi hiểu ra ý Thanh Nhi. Võ Kha thì không, bèn cau mày, không biết ư. Cô gái váy trắng nhìn nàng ta, chưa ra tay, làm sao biết? Chưa ra tay. Sắc mặt Võ Kha cứng đờ. Cô gái váy trắng quay sang quan sát Diệp Huyên một hồi rồi khẽ gật đầu, không còn yếu như trước nữa. Sau đó cảm thấy như những lời này sẽ khiến hắn tổn thương, nàng ấy lại nói, ý ta là huynh cũng rất mạnh. Diệp Huyên. Võ Kha bỗng hỏi, tiền bối có thể chỉ điểm ta một chút không? Nàng ta biết nếu có thể được người này chỉ bảo, cho dù chỉ một chút thôi, cũng sẽ được lợi cả đời. Bởi vì đối phương chính là vô địch. Nhưng cô gái váy trắng lại lắc đầu, không được. Võ Kha có chút lúng túng. Nàng ta phát hiện ra vị tiền bối này không phải kiểu người dễ trò chuyện. Cô gái váy trắng, không đi cùng đường, không thể chỉ điểm. Võ Kha khó hiểu, không đi cùng đường, không phải đều là người tu hành sao? Cô gái váy trắng nhìn nàng ta, cô là người tu hành, ta thì không. Võ Kha vẫn chưa hiểu, vậy tiền bối là gì? Cô gái váy trắng, sao cô hỏi nhiều thế? Võ Kha. Thấy nàng ta lúng túng, Diệp Huyên vội hỏi, Thanh Nhi đã đến cấp bậc nào rồi? Cô gái váy trắng, không biết. Diệp Huyên còn tò mò muốn hỏi nữa thì lại nghe nàng ấy nói, đã không còn cảnh giới nào đánh giá được ta nữa. Sắc mặt Võ Kha thoát cái trở nên kỳ lạ. Diệp Huyên, muội đã vượt qua mọi cảnh giới rồi sao? Cô gái váy trắng lắc đầu, không phải vượt qua. Nói ra thì dài dòng phức tạp lắm, tóm lại huynh chỉ cần biết ta đây vô địch, thế thôi. Sắc mặt Diệp Huyên cứng đờ, Võ Kha càng trợn mắt há mồm. Vô địch. Võ Kha do dự một hồi rồi nói, tiền bối, ta từng nghe tổ tiên võ tộc nói thế gian không ai là vô địch.
Trong vũ trụ hư vô này không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Cô gái váy trắng nhìn nàng ta rất hâm mộ tổ tiên của cô. Võ Khả không hiểu, vì sao? Cô gái váy trắng nhàn nhạt nói, có thể nói như vậy chứng tỏ hắn rất yếu, vì chỉ có kẻ yếu mới biết có người mạnh hơn mình. Nhưng ta, nàng ấy nhìn Võ Khả, không ai mạnh hơn ta. Ta chính là vô địch, Võ Khả. Diệp Huyên, Thanh Nhi đi khắp vũ trụ này, chưa từng gặp được đối thủ sao? Cô gái váy trắng, cha huynh và kiếm tu kia xem như đối thủ. Diệp Huyên tròn mắt, muội và họ ai mạnh hơn? Cô gái váy trắng nhìn hắn, huynh muốn nghe lời thật lòng sao? Hắn gật đầu chắc nịch. Cô gái váy trắng, nếu ta không muốn sống, họ đều phải chết. Diệp Huyên nghe vậy thì im lặng. Thanh Nhi không khẳng định bản thân mạnh hơn cha và đại ca hắn, nhưng từ những lời của nàng ấy, có thể thấy nàng hoàn toàn có thể lấy mạng đổi mạng với họ. Cô gái váy trắng lại nói, trong lòng kiếm tu kia không chấp niệm, không khát khao, không lưu luyến, chỉ mong được một lần thất bại. Kiếm thuật của y đã đạt đến đỉnh cao của vô tình. Còn kiếm đạo của cha huynh thoạt nhìn giống vô tình, nhưng trọng tâm lại là một chữ tình, cũng thuộc về một đỉnh cao khác. Diệp Huyên, vậy Thanh Nhi thì sao? Cô gái váy trắng chỉ nhìn hắn, không nói gì. Có tiếng tiểu tháp đột nhiên vang lên, ta biết nè tiểu chủ. Diệp Huyên cười, ngươi biết cái gì? Tiểu tháp, chủ nhân từng nói tỷ tỷ này vì chấp niệm mà sống, nàng bảo vệ một vùng vũ trụ suốt bao nhiêu năm, tức chấp niệm này có tình. Nhưng nàng ấy cũng từng vì nó mà tiêu diệt vũ trụ, tức chấp niệm vô tình. Nàng ấy đã đi đến đỉnh cao của vô tình và hữu tình, cho dù là cái nào đi nữa thì đều vì chấp niệm. Nếu nàng ấy có thể từ bỏ nó thì sẽ siêu việt hiện tại, đạt đến trình độ kinh khủng vô cùng. Diệp Huyên khẽ cau mày, từ bỏ chấp niệm ư? Đúng vậy. Diệp Huyên nhìn cô gái váy trắng, Thanh Nhi, nếu từ bỏ chấp niệm thì muội sẽ mạnh hơn ư? Nàng ấy không đáp. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao muội làm không làm? Nàng ấy vẫn không đáp. Diệp Huyên còn muốn hỏi nữa thì tiểu tháp nói, tiểu chủ khờ quá, người chính là chấp niệm của tỷ tỷ này đó. Bảo nàng ấy từ bỏ chấp niệm chẳng khác gì bảo nàng giết người. Làm như vậy mới có thể từ bỏ chấp niệm, tiểu chủ đúng là ngốc. Diệp Huyên nghịch mặt ra, hỏi cô gái váy trắng, Thanh Nhi. Ta là chấp niệm của muội ư? Nàng ấy bỗng nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng nói, chấp niệm hay không cũng không quan trọng, chỉ cần ta không muốn chết thì không ai có thể giết ta. Về việc tiến thêm một bước, không có huynh, mọi thứ đều là vô nghĩa. Huynh không phải chấp niệm, huynh là tất cả những gì còn lại trong đời ta. Tất cả những gì còn lại trong đời. Diệp Huyên siết chặt tay nàng, rơi vào im lặng kéo dài. Võ Khả nhìn họ không nói gì. Chỉ chốc lát sau, ba người bước vào một tinh vực. Tinh vực vô cực. Nơi này có một gia tộc rất mạnh, đó chính là võ tộc. Bọn họ vừa đặt chân vào tinh vực, một người đàn ông trung niên đã xuất hiện trước mặt. Thấy Võ Khả, ông ta thoáng ngẩn ra rồi vui mừng thốt lên, tiểu thư đã trở lại. Võ Kha gật đầu, đưa ta đến gặp cha. Ông ta vội nói, vâng. Ba người theo ông ta đi về phương xa, chỉ trong chốc lát đã đến trước một tòa đại điện. Bên trong có mười mấy người, dẫn đầu là một người trung niên khác với gương mặt có vài phần tương tự Võ Kha. Hiển nhiên đây chính là cha nàng ta. Võ Kha nhìn Diệp Huyên, hắn bước đến, ôm quyền với ông ta, bá phụ, tại hạ Diệp Huyên, hôm nay đến võ tộc để cầu hôn. Cầu hôn. Lời vừa ra, những người khác đều nhìn hắn. Người đàn ông, cầu hôn. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Ông ta lạnh lùng nói, ngươi không biết Kha Nhi đã có hôn ước cùng Nam Ly tộc sao? Diệp Huyên nhìn Võ Kha, thấy nàng ta lắc đầu nói, ta chưa từng đồng ý. Người đàn ông lạnh lùng nhìn nàng ta, việc này cần được ngươi đồng ý sao? Võ Kha cau mày, đang muốn nói thì Diệp Huyên đã lên tiếng. Hôn nhân của Tiểu Kha chẳng lẽ không cần nàng ấy đồng ý? Người đàn ông nhìn hắn, ngươi là cái thá gì? Diệp Huyên chưa kịp mở miệng thì kiếm hành đạo trong tay cô gái váy trắng đã rời vỏ. Xoẹt! Những người khác còn chưa kịp phản ứng, kiếm đã thọc vào miệng người đàn ông, ghim phập vào vách tường phía sau. Những người khác biến sắc. Diệp Huyên cũng không ngờ Thanh Nhi lại bất thình lình ra tay. Cô gái váy trắng nhìn hắn, ta không giết người.
Diệp Huyên. Cô gái váy trắng chớp mắt, huynh tiếp tục đi. Diệp Huyên nhìn quanh quất đầy do dự rồi nói, võ tộc. Gọi người khác ra nói chuyện đi, mọi người đều là người có giáo dưỡng mà, cứ từ từ thảo luận, đừng vũ nhục người khác. Ta nói là muốn tốt cho các người thôi. Những trưởng lão khác trong điện nhìn cô gái váy trắng đầy kiêng kỵ. Tộc trưởng nhà họ cứ thế mà bị đóng đinh lên tường rồi sao? Ngay cả sức đánh trả cũng không có. Cô gái này không đơn giản chút nào. Người đàn ông bị ghim lên tường thì đang kinh hãi vô cùng. Ban nãy ông ta còn không kịp phản ứng. Bỗng dưng một giọng nói vang lên, Võ Kha, người dám mang người ngoài về ức hiếp võ tộc sao? Diệp Huyên quay đầu, thấy một lão già đi vào từ bên ngoài. Võ Kha, đại trưởng lão Võ Đồ. Diệp Huyên nhìn ông ta, đang định lên tiếng thì ông ta đã lạnh lùng liếc nhìn cô gái váy trắng, người đến. Hai gã áo đen lập tức xuất hiện. Cả hai đều là phá phàm cảnh. Đại trưởng lão nhìn cô gái váy trắng, giết ả này trước tiên. Diệp Huyên. Võ Kha nghe vậy thì biến sắc, đang muốn nói thì thấy cô gái váy trắng nhìn mình. Nếu cô nương không ngại thì để ta làm thịt cả dòng tộc này, giải quyết phiền toái cho cô. Võ Kha. Diệp Huyên. Nghe Thanh Nhi nói xong, Diệp Huyên bỗng dưng thấy xấu hổ. Ý tưởng này của nàng ấy thật sự nguy hiểm vô cùng. Võ Kha cũng câm nín. Đại lão hỏi nàng ta có ngại nếu nàng ấy diệt cả võ tộc hay không? Lại không có vẻ như đang nói đùa. Không biết phải làm sao, Võ Kha nhìn sang Diệp Huyên xin giúp đỡ. Diệp Huyên do dự một hồi rồi nói, Thanh Nhi, ta thấy chúng ta tiên lễ hậu binh cũng được. Được, nghe huynh. Cô gái váy trắng đáp rồi ngồi xuống một bên. Không nói thêm nữa. Thấy Thanh Nhi không có ý định ra tay, Diệp Huyên thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ đại trưởng lão võ tộc kia bỗng dưng lại bật cười. Diệp Huyên nhìn sang, lão này muốn gì đây? Đại trưởng lão nhìn cô gái váy trắng, giễu cợt nói, diệt võ tộc ta. Khẩu khí lớn lắm, vậy đến đây, diệt cho lão phu xem. Diệp Huyên trợn mắt há mồm, trong đầu lão này chứ óc heo hả? Võ Khả cũng sửng sốt không thôi, đang muốn mở miệng thì nghe Thanh Nhi nói, gọi tổ tiên đi. Gọi tổ tiên. Diệp Huyên. Đại trưởng lão tiếp tục giữ giọng chế giễu, gọi tổ. Ngươi cũng xứng để tổ tiên võ tộc chúng ta xuất hiện ư. Ngươi. Đúng lúc này, kiếm hành đạo vốn đang ghim tộc trưởng võ tộc trên tường bỗng rút ra, chỉ một khắc sau đã xuyên thủng giữa trán đại trưởng lão, đóng đinh lão ta vào một cây cột khác gần đó. Những cường giả võ tộc khác mặt đầy ngơ ngác, đại trưởng lão càng là đầu óc trống rỗng. Mình vậy mà không có sức phản kháng. Những người võ tộc khác bỗng chốc tỉnh lại. Vị này là một đại lão. Tộc trưởng võ tộc nhìn cô gái váy trắng, rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Cô gái váy trắng không đáp mà quay sang Võ Kha, ai là người mạnh nhất trong võ tộc? Võ Kha do dự rồi đáp, tổ tiên. Cô gái váy trắng gật đầu, gọi ra đây. Võ Kha. Tộc trưởng gằn giọng, các hạ, võ tộc ta không thù không oán với cô, cớ gì phải ức hiếp chúng ta như vậy. Cô gái váy trắng lắc đầu, ta không có hứng thú với các ngươi. Nàng ấy nhìn Diệp Huyên, ca ca nói chuyện với chúng đi, không được thì diệt tộc. Diệt tộc. Diệp Huyên. Sắc mặt cường giả võ tộc khác trở nên khó xem. Như thế này là hiếp người quá đáng. Diệp Huyên nhìn tộc trưởng, ta đến đây là để cầu hôn. Tiểu Kha sau này là người của ta, các ngươi không được duy trì liên hôn giữa nàng và nam ly tộc gì đó nữa. Hắn không muốn rông dài. Trao đổi bình thường với võ tộc là bất khả thi. Tộc trưởng nhìn hắn, nếu võ tộc không đồng ý. Diệp Huyên ngẩn ra, không đồng ý. Tộc trưởng quắc mắt chừng hắn, không đồng ý, người định thế nào? Diệp Huyên thở dài, tộc trưởng võ tộc, ta nói lần cuối. Ông nhìn đi, chẳng lẽ ta không ưu tú? Ông ta lạnh lùng nói, ưu tú thì có, nhưng ngươi so bì được với nam ly tộc sao? Bọn họ là gia tộc lớn nhất đương thời. Chỉ cần kết thông gia với họ, địa vị võ tộc sẽ tăng lên rất nhiều. Còn thông gia với ngươi thì được cái gì? Diệp Huyên nhìn sang Võ Kha, ta không muốn nói nữa. Nàng ta gật đầu, vậy đi thôi. Diệp Huyên, đi. Hắn thật sự đã hết ý kiến với võ tộc này.
Nếu không phải vì Võ Kha thì hắn cũng muốn làm thịt bọn họ. Chẳng lẽ đuôi mù hết rồi hay sao mà không nhìn ra Thanh Nhi khủng bố thế nào? Hắn thật sự không muốn phí miệng lưỡi với những người này. Nhưng dù sao cũng là gia tộc của Võ Kha, không thể xóa sổ bọn họ được. Ba người đang định rời đi, tộc trưởng võ tộc lại nói. Tiểu Kha, người dám bước chân ra khỏi cửa thì đời này không còn là tộc nhân võ tộc ta nữa. Đuổi khỏi võ tộc. Võ Kha dừng bước, sau đó cười nói, được. Nàng ta đã không còn ôm bất kỳ hy vọng nào cho gia tộc nữa. Lần này nàng ta đến đây là muốn cho bọn họ cơ hội, nhưng họ đã khiến nàng thất vọng rồi. Ba người nhanh chóng rời khỏi võ tộc. Trong điện sắc mặt tộc trưởng khó coi vô cùng, sau đó bỗng nói, báo cho Nam Ly tộc. Đại trưởng lão hạ giọng, sức mạnh của ả kia. Ông ta vẫn kiêng kỵ cô gái váy trắng. Tộc trưởng lạnh lùng phán, ả chỉ có một mình. Rời khỏi võ tộc rồi, Diệp Huyên nói với Võ Kha, Tiểu Kha, hay là cô đến vũ trụ cửu duy luôn đi. Võ Kha cười, đang có ý này. Diệp Huyên cũng bật cười. Thực lực của Võ Kha đã là rất kinh khủng rồi, nếu nàng ta đến vũ trụ cửu duy thì sẽ giúp ích cho họ rất nhiều. Thật ra hắn cũng không hiểu võ tộc suy nghĩ thế nào nữa. Võ Kha đã đến phá phàm cảnh, chiến lực đáng sợ như vậy, tương lai tiền đề vô lượng. Tại sao lại muốn gã nàng ta đi? Để lại trong tộc không tốt sao? Như hiểu ý hắn, Võ Kha nói, Nam Ly tộc không đơn giản. Diệp Huyên, không đơn giản. Võ Kha gật đầu, bọn họ từng được pháp tắc vũ trụ giúp đỡ, nội bộ còn cho ra đời vô số người bảo vệ pháp tắc vũ trụ, có thể xem như tương đương với thần đình. Tất nhiên họ không mạnh bằng thần đình vũ trụ, nhưng cũng được pháp tắc vũ trụ che chở. Chưa kể huyết mạch họ cũng có phần đặc biệt, võ tộc muốn gả ta qua đó chủ yếu là để chiếm lấy huyết mạch người ta. Diệp Huyên không hiểu, đặc biệt bằng huyết mạch của ta không? Võ Kha lắc đầu, kém xa. Diệp Huyên càng không hiểu, vậy sao không gả cô cho ta? Võ Kha liếc nhìn, họ không biết huyết mạch của ngươi lợi hại đến đâu. Nàng ta nhìn sang Thanh Nhi, càng không biết tiền bối đáng sợ nhường nào. Diệp Huyên gật gù. Chủ yếu là không thể giết người, bằng không cứ để Thanh Nhi làm thịt vài tên là võ tộc rét ngay. Thanh Nhi bỗng quay đầu nhìn lại, không gian phía sau chợt nứt ra, một lão già xuất hiện. Võ Kha, Nam Ly tộc. Nam Ly tộc. Lão già mặc trường bào rộng thùng thình, hai tay giấu trong tay áo. Vừa bước ra, ánh mắt lão đã rơi xuống người Võ Kha, oát con, nghe nói người thả bị trục xuất khỏi võ tộc cũng không muốn gả vào Nam Ly tộc ta. Nàng ta cười, trưởng lão Nam Ly mộc, cần gì phải cưỡng cầu. Lão già lắc đầu, không phải cưỡng cầu, lão phu chỉ cho rằng oát con ngươi không đặt Nam Ly tộc vào mắt. Bây giờ vấn đề đã không còn là kết thông ra hay không, mà là thể diện. Vấn đề thể diện. Võ Kha cười, vậy Nam Ly tộc muốn thế nào? Nam Ly mộc, ta thấy người biến mất vĩnh viễn khỏi cõi đời là tốt nhất. Diệp Huyên nghe vậy thì cau mày. Thanh Nhi nhìn hắn, lão này giết được không? Hắn chưa kịp trả lời thì Nam Ly mộc đã bật cười, giết lão phu. Khẩu khí thật lớn, lão phu ở đây, người giết thử xem. Võ Kha gật đầu, được. Lời vừa ra, một thanh kiếm đã đâm xuyên trán Nam Ly Mộc. Không ai kịp phản ứng. Ngay cả Diệp Huyên cũng không nhìn rõ nàng ấy rút kiếm thế nào. Giết trong nháy mắt. Trong không trung, Nam Ly Mộc cũng ngây dại. Mình cứ thế mà chết đi ư. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên đầy vô tội, lão bảo ta giết lão. Diệp Huyên. Nam Ly Mộc bỗng vươn tay ra. Một lá bùa truyền âm lơ lửng bay lên rồi biến mất ở cuối vũ trụ. Lão trừng mắt nhìn Thanh Nhi, vẻ mặt dữ tợn vô cùng, mặc kệ ngươi là người phương nào, bất kỳ ai có quan hệ với ngươi, đều phải chết không có chỗ chôn. Thân hình lão ta mờ dần đi. Diệp Huyên hết biết nói gì, chết thì chết đi, lại còn gọi người đến. Võ Kha không ngừng lắc đầu. Nam Ly tộc này ngang ngược đã quen, không để ai vào mắt. Chỉ trong chốc lát, lão ta đã hoàn toàn biến mất. Diệp Huyên im lặng, chợt cảm thấy tuổi tác và trí tuệ không liên quan gì với nhau. Sống lâu không có nghĩa là sẽ khôn lên, đặc biệt là những kẻ cao cao tại thượng. Có vài người càng sống càng ngu đi.
Bỗng nhiên tộc trưởng võ tộc xuất hiện lại, lạnh lùng nhìn Võ Kha, bây giờ hồi tâm chuyển ý còn kịp, bằng không ngươi sẽ chết không chỗ chôn thây. Võ Kha lắc đầu cười, đến nước này mà cha vẫn không tỉnh ngộ, thật sự đã khiến ta quá thất vọng. Tộc trưởng cả giận, ngu xuẩn, ngươi có biết thực lực Nam Ly tộc đến đâu không? Họ không chỉ có ba vị diệt phàm cảnh mà còn mười mấy phá phàm cảnh, sau lưng còn có pháp tắc vũ trụ chí cao vô thượng. Ông ta đưa mắt nhìn Thanh Nhi, ta thừa nhận người này mạnh, nhưng có thể sánh với pháp tắc vũ trụ sao? Diệp Huyên. Thanh Nhi chỉ liếc nhìn ông ta, không nói gì. Võ Kha lắc đầu, thở dài trong lòng. Pháp tắc vũ trụ ư? Pháp tắc vũ trụ mà tộc trưởng tôn sùng như thần linh còn không đỡ nổi một kiếm của nàng ấy. Tộc trưởng võ tộc lại nói, cường giả Nam Ly tộc đang trên đường đến đây, người thay đổi quyết định còn kịp. Võ Kha chỉ nhìn ông ta, không nói gì nữa. Nàng ta biết có nói gì cũng vô dụng. Nói cô gái váy trắng này đã giết pháp tắc vũ trụ trong chớp mắt ư. Cha nàng căn bản sẽ không tin. Thật ra trước khi gặp được cô gái váy trắng, bản thân Võ Kha cũng không tin trên đời này có cường giả kinh khủng đến vậy. Đúng lúc này, chân trời ở nơi xa nứt ra, một luồng khí tức cực kỳ khủng bố ùa đến. Một người đàn ông trung niên nhanh chóng bước ra từ đó. Vào nháy mắt gã xuất hiện, không gian bốn phía không ngừng chấn động. Gã nhìn cô gái váy trắng, ngươi chính là kẻ giết người Nam Ly tộc ta. Nàng ấy gật đầu. Gã chậm rãi bước đến, cười nói, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh. Cô gái váy trắng lại gật đầu, gã đàn ông dừng bước, cười, đến đây. Ta nhường ngươi ba kiếm. Nhường ngươi ba kiếm. Lời này vừa ra, bốn bể an tĩnh. Nhường cô gái váy trắng ba kiếm. Diệp Huyên hết ý, chỉ lắc đầu chứ không bình phẩm gì. Võ Kha cũng lắc đầu thở dài. Nơi chân trời, tộc trưởng võ tộc lạnh lùng nhìn cô gái váy trắng, không phải ngươi mạnh lắm sao? Rút kiếm đi chứ. Nàng ấy lắc đầu, quá nhàm chán. Nàng ấy nhìn sang Võ Kha, Nam Ly tộc ở đâu? Chỉ hướng là được. Võ Kha do dự rồi chỉ tay về bên phải, ở tinh vực Nam Ly cách đây mấy ngàn vạn dặm. Cô gái váy trắng gật đầu, kiếm hành đạo trong tay rời vỏ. Ù ù ù. Đi kèm với tiếng kiếm minh ngân vang là kiếm quang phá không mà đi, chỉ chớp mắt đã biến mất ở cuối vũ trụ. Võ Kha kéo tay áo Diệp Huyên, hỏi, nàng ấy đang làm gì vậy? Hắn vừa định mở miệng thì nghe Tiểu Tháp nói, tỷ tỷ đang dỡ nhà đó. Dỡ nhà? Diệp Huyên không hiểu, dỡ nhà là sao? Nó im lặng một hồi rồi nói, ta chỉ là cái tháp thôi, tiểu chủ đừng có bạ gì cũng hỏi, người nghĩ một cái tháp sẽ biết được gì sao? Diệp Huyên nghe mà há hốc mồm. Võ Kha lắc đầu cười, Tiểu Tháp này cũng khôi hài ghê. Nơi chân trời, gã đàn ông trung niên cười nói với cô gái váy trắng. Một kiếm kia của ngươi liệu tiêu diệt được Nam Ly tộc ta sao? Nhưng cô gái lại không nhìn gã mà nói với Diệp Huyên, ta phải đi. Diệp Huyên do dự rồi hỏi, đi tìm pháp tắc vũ trụ. Nàng ấy gật đầu, chỉ mới có một người lộ diện thôi, còn phải đi tìm kẻ dám giết người trước mặt ta nữa. Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi gật đầu, được. Cô gái váy trắng đi đến vỗ vai hắn, dịu dàng nói, khi nào pháp tắc vũ trụ xuất hiện? Ta sẽ lại đến, huynh phải bảo trọng. Diệp Huyên cười, Thanh Nhi cũng vậy. Nàng ấy gật đầu rồi chuẩn bị rời đi, nào ngờ nghe gã đàn ông cười, đi ư. Ngươi hỏi ý ta chưa? Cô gái nhìn gã, sao ngươi không nhìn lại thử xem? Gã đang muốn nói gì thì một lão già bỗng xuất hiện, run rẩy nói, tộc trưởng. Nam Ly tộc mất rồi. Nam Ly tộc mất rồi. Gã đàn ông nhíu mày, cái gì mất? Lão già, Nam Ly tộc, mất rồi. Gã đàn ông trừng mắt nhìn lão, người đang sằng bậy gì đấy? Sắc mặt lão già tái nhợt, chỉ mới ban nãy, một thanh kiếm bỗng xuất hiện ở Nam Ly giới. Sau đó toàn bộ Nam Ly giới đều biến mất. Gã đàn ông sợ ngây người, cả giận quát lên, sao có thể? Lão già hoảng sợ, thật, thanh kiếm kia tiến vào, toàn bộ Nam Ly giới đều. Gã đàn ông quay phát lại nhìn cô gái váy trắng, là ngươi. Nàng ấy chậm rãi đi đến, là ta. Gã gằn giọng, ngươi tru diệt vô số sinh linh như vậy, không sợ gặp nhân quả báo ứng sao?
Cô gái váy trắng, đây là điều ngươi nên bận tâm vào lúc này sao? Nghe vậy, sắc mặt gã ta lập tức xám ngoét. Đúng thế. Đây là điều gã nên bận tâm vào lúc này sao? Gã nên bận tâm mình liệu có còn sống được hay không chứ? Tộc trưởng võ tộc cũng bối rối vô cùng. Nam Ly tộc bị tiêu diệt dễ dàng vậy sao? Hai tay ông ta run lên. Ông ta đã đánh giá cô gái này quá thấp rồi. Cô gái váy trắng đi đến trước mặt gã đàn ông. Gã ta quắc mắt chừng nàng ấy, đưa tay lấy một lá bùa truyền âm màu vàng ra, người biết đây là gì không? Cô gái váy trắng, gọi người. Sắc mặt gã ta trở nên dữ tợn, là bùa pháp tắc. Có thể kêu gọi pháp tắc vũ trụ đến đây. Còn ả kia, người có mạnh đến đâu đi nữa thì liệu có sánh bằng pháp tắc vũ trụ không? Nói xong, gã ta vung tay, để lá bùa hóa thành tia sáng vàng biến mất ở cuối vũ trụ. Cô gái váy trắng ngẩng đầu, từ trong lòng vũ trụ bỗng truyền đến hàng loạt rung động, sau đó là từng luồng khí tức mạnh mẽ ập xuống. Vũ trụ sôi trào. Sau đó, một bóng mờ dần xuất hiện trong lòng vũ trụ. Diệp Huyên thấy thế thì mở to mắt, đây là pháp tắc gì đây? Pháp tắc vũ trụ. Khi nhìn thấy pháp tắc vũ trụ, gã đàn ông không nén được kích động, cúi người thi lễ thật sâu, cung nghênh pháp tắc vũ trụ. Vừa nói còn vừa quỳ xuống. Lão già kế bên gã cũng kích động không thôi, lập tức quỳ xuống dập đầu liên tục. Tộc trưởng võ tộc do dự một hồi rồi cũng quỳ xuống, sau đó như nhớ ra gì mà quay lại quát Võ Kha, mau quỳ xuống. Võ Kha chỉ lạnh lùng nhìn lại, không đáp lời. Thấy nàng ta thờ ơ, tộc trưởng võ tộc lạnh lùng liếc nhìn, ngươi sẽ hối hận. Ông ta ngẩng đầu nhìn bóng mờ trong vũ trụ. Cô gái váy trắng cũng đang quan sát bóng mờ. Ánh mắt nó dừng lại trên người nàng ấy, một chốc sau bỗng mờ dần đi, chỉ chớp mắt đã biến mất. Khí tức hùng hậu kia cũng thoát cái không còn, để vũ trụ trở lại bình tĩnh. Xác nhận bằng mắt, không thể trêu vào. Biến mất rồi ư. Những người kia bối rối vô cùng. Chỉ thế thôi đã biến mất. Cô gái váy trắng thu ánh mắt về, lắc đầu tiếc rằng không phải chân thân. Nàng ấy nhìn tộc trưởng Nam Ly tộc, người đã không còn tác dụng. Lời vừa dứt, một thanh kiếm đã đâm thủng đầu ông ta. Xoẹt. Máu phun tung tóe. Không có sức đánh trả. Tộc trưởng võ tộc thấy vậy thì sợ đến ngây người. Ông ta lập tức tỉnh táo lại. Vì sao pháp tắc vũ trụ lại rời đi? Chỉ có một lời giải thích duy nhất. Đó chính là pháp tắc vũ trụ đánh không lại người này. Nàng ấy rốt cuộc là ai? Ngay cả pháp tắc vũ trụ cũng không đánh mà chạy. Tiêu rồi. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu ông ta giờ phút này. Tộc trưởng Nam Ly tộc trợn trừng mắt nhìn cô gái váy trắng, người rốt cuộc là ai? Nàng ấy không đáp lời mà quay sang nói với Diệp Huyên, ta đi đây. Hắn gật đầu, được. Cô gái váy trắng gật đầu rồi rậm bước rời đi, chợt như nhớ ra gì đó mà hỏi Võ Kha, võ tộc ở đâu? Chỉ hướng đi. Võ tộc ở đâu? Sắc mặt Võ Kha cứng đờ. Tộc trưởng võ tộc biến sắc kịch liệt, cung kính thi lễ với cô gái, tiền bối, võ tộc trước kia đắc tội người, mong tiền bối đại nhân đại lượng bỏ qua cho. Nàng ấy hỏi Diệp Huyên, giết không? Giết không? Tộc trưởng võ tộc vội thi lễ với Diệp Huyên, hiền chất, ta thay mặt võ tộc đồng ý hôn sự giữa ngươi và Tiểu Kha. Từ nay về sau ngươi chính là người của võ tộc, chúng ta đều là người nhà. Diệp Huyên hết ý, người này đúng là đến thể diện cũng không cần nữa. Võ Kha khẽ lắc đầu, nói với Diệp Huyên, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, nhìn cô gái váy trắng, Thanh Nhi. Muội đi đi. Thanh Nhi gật đầu, huynh phải cố gắng lên, ta cảm nhận được có chuyện không lành sắp xảy ra. Diệp Huyên cau mày, chuyện không lành. Thanh Nhi gật đầu, ta có cảm giác vậy, mà thường thì không sai, nên huynh phải cẩn thận. Diệp Huyên hạ giọng, muội cảm nhận được là việc gì không? Thanh Nhi lắc đầu, không, trừ giết người ra thì ta không có sở trường gì, cũng không có hứng thú tìm hiểu. Diệp Huyên. Thanh Nhi, nhớ kỹ, ta có thể giết người nhưng không thể cứu người. Nếu huynh bị tiêu diệt, ta cũng không thể cứu về. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi, ta sẽ cố gắng. Thanh Nhi gật đầu,
đang muốn rời đi thì nghe hắn nói, muội biết trong cơ thể ta. Trước kia hắn đôi khi sẽ cảm thấy mình không phải là mình, khiến bản thân có phần hốt hoảng. Nay hắn đã có thể xác nhận trong cơ thể hắn chính là người sáng lập nên thần đình vũ trụ, sức mạnh chắc chắn vượt xa hắn. Hắn lo mình sẽ bị đối phương khống chế. Thanh Nhi, đừng lo, hắn tuy có ảnh hưởng lên huynh nhưng huynh sẽ không trở thành hắn. Diệp Huyên không hiểu, vì sao? Thanh Nhi, vì hắn không dám tỉnh lại, bằng không ta sẽ giết. Diệp Huyên. Thanh Nhi, những gì tốt hắn để lại, huynh đều có thể kế thừa, bao gồm cả thiện nhân lẫn thiện duyên. Nàng ấy thoáng dừng lại rồi nói, huynh có thể hiểu thế này, hai người là một thể nhưng hắn không thể điều khiển huynh, huynh cũng không thể trở thành hắn. Nhưng huynh có thể điều khiển hắn, để hắn trở thành huynh, hiểu chưa? Diệp Huyên tròn mắt, hơi hơi hiểu. Vậy chẳng phải có nghĩa là hắn có thể thôn tính lấy thần chủ của thần đình vũ trụ sao? Như nghĩ đến điều gì, hắn lại hỏi, hắn cam tâm sao? Thanh Nhi cong môi chế giễu, không thì làm được gì. Sau đó nàng ấy đã hóa thành kiếm quang biến mất ở chân trời. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn vào lòng vũ trụ, không biết đang nghĩ gì. Tộc trưởng võ tộc thở phào nhẹ nhõm, có cô gái kia ở đây, ông ta chỉ thấy ngộp thở. Quá kinh khủng. Như nghĩ đến điều gì, ông ta quay lại nhìn Diệp Huyên, phát hiện thấy hắn ngày càng thuận mắt. Không chỉ trẻ tuổi, triển vọng cao, lại còn có chỗ dựa mạnh mẽ đến vậy. Nếu gả võ kha cho hắn thì cũng đồng nghĩa với việc võ tộc có siêu cường giả bảo vệ, không phải sao? Nghĩ vậy, tộc trưởng võ tộc mỉm cười, hiền chất, chúng ta về tộc cử hành hôn lễ đi thôi. Cử hành hôn lễ? Diệp Huyên ngẩn ra, cử hành hôn lễ. Tộc trưởng võ tộc cười, tất nhiên rồi, ngươi và tiểu nữ đã định việc chung thân rồi mà đúng không? Đã vậy thì phải làm lễ thành hôn chứ, chọn ngày không bằng hôm nay, ta thấy rất thích hợp, chúng ta lập tức cử hành hôn lễ đi. Diệp Huyên quay lại, thấy gương mặt võ kha tràn ngập vẻ hết nói nổi. Hắn nhìn tộc trưởng võ tộc, trình độ mặt dày của ông, ta cũng không bì kịp. Diệp Huyên và võ kha tất nhiên không trở về võ tộc, bởi đối với hắn, cái gia tộc ấy không bình thường. Mang tộc trưởng võ tộc ra so sánh với tộc trưởng bất tử đế tộc Đông Lý Tĩnh, quả thật là kém xa 108.000 dặm. Hắn nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao cùng là tộc trưởng mà trí tuệ lại chênh lệch như vậy. Võ kha cũng không trở về, bởi nàng ta đã hoàn toàn thất vọng với gia tộc. Từ đầu đến cuối, bọn họ chỉ xem nàng như một công cụ. Gia tộc thế này, thà không có còn hơn. Diệp Huyên đưa võ kha về tinh vực thần đình trước kia. Tuy thần đình vũ trụ đã bị xóa sổ nhưng bên dưới nó vẫn còn rất nhiều người, mặc dù lực lượng nòng cốt và đứng đầu của nó căn bản đã bị diệt sạch. Diệp Huyên tìm đến Ngôn Tiểu Tiểu, thấy kế bên nàng ta là một cô gái khác thủ lĩnh tình báo thần đình vũ trụ Chi Thanh. Thấy hắn đến, Ngôn Tiểu Tiểu khẽ nói, rất nhiều tinh vực bên dưới đã hoàn toàn rối loạn khi hay tin thần đình vũ trụ bị tiêu diệt. Diệp Huyên khẽ cau mày, hoàn toàn rối loạn. Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu, trước kia có thần đình vũ trụ áp chế, nhiều nơi còn duy trì được trật tự, nhưng bây giờ thì những thế lực tà ác kia đang ngóc đầu dậy. Chúng ta không chỉ không đủ nhân lực mà còn không đủ thực lực, không thể trấn áp những tinh vực phía dưới, chỉ có thể mặc cho những thế lực mạnh nơi đó làm loạn. Loạn nhất là hư vô giới ngoại vực và thần ngục, hai nơi này đã hoàn toàn thoát ly sự kiểm soát của chúng ta. Diệp Huyên tò mò, đó là những nơi nào? Chi Thanh lên tiếng. Hư vô giới ngoại vực là một nơi tương đối phức tạp. Nó là một thế giới hư vô có một vài sinh linh đặc thù cư ngụ, bọn chúng chính là hư vô tộc, thực lực rất cao, cực kỳ khó đối phó. Diệp Huyên tò mò, vì sao phải đối phó chúng? Chi Thanh lắc đầu cười, không phải chúng ta cố tình muốn nhằm vào họ, mà là vì hư vô tộc có năng lực vô cùng kinh khủng, chúng có thể biến thế giới bên ngoài thành hư vô giới, đồng nghĩa với chiếm đoạt. Nếu để chúng thoát ra, thế giới bên ngoài sẽ từng chút bị cắn nuốt, khiến thực lực chúng được tăng cường. Vì vậy người đứng đầu thần đình vũ trụ năm ấy không thể không trấn áp chúng ở hư vô giới ngoại vực. Diệp Huyên hạ giọng, bây giờ lại không thể ư. Chi Thanh gật đầu, đúng. Mấu chốt nằm ở chỗ chúng đã biết thần đình vũ trụ bị xóa sổ, vì vậy đang chuẩn bị dốc toàn lực. Một khi bọn chúng thoát ra được, đó sẽ là tai họa với thế giới bên ngoài.
Diệp Huyên im lặng một hồi rồi hỏi, thần ngục thì sao? Chi Thanh, đó là ngục giam giam giữ một vài sự tồn tại cùng hung cực ác và những kẻ có tên trên danh sách truy nã của thần đình vũ trụ. Diệp Huyên suy nghĩ rồi hỏi, ta mặc kệ mấy thứ này được không? Ngôn Tiểu Tiểu lắc đầu, không được. Hắn khó hiểu, vì sao? Ngôn Tiểu Tiểu nhìn hắn, ngươi là người sáng lập, đồng thời là thần chủ của thần đình vũ trụ, đây là trách nhiệm của ngươi. Hơn nữa hư vô giới ngoại vực năm ấy do ngươi tự tay phong ấn, một khi bọn chúng thoát ra thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Huyên. Ngôn Tiểu Tiểu, ngươi phải quản, bằng không thì toàn bộ vũ trụ sẽ rơi vào cảnh quần ma loạn vũ. Diệp Huyên xòe tay, ta không có năng lực ấy. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn hắn, ngươi không muốn quản chứ gì. Diệp Huyên gật đầu, thần ngục với hư vô giới ngoại vực gì đó chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn không muốn quản. Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu, đã vậy thì ngươi đi đi. Diệp Huyên xoay người đi, lại nghe nàng ta nói, một khi hư vô giới ngoại vực thoát ra, không ai có thể giữ được mình, đặc biệt là ngươi. Diệp Huyên không hiểu, vì sao? Ngôn Tiểu Tiểu nhìn hắn, như ta vừa nói, chính ngươi năm ấy đã phong ấn chúng, ngươi cho rằng chúng sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hơn nữa cho dù ngươi có bảo vệ được mình thì bạn bè khác sau lưng ngươi sẽ thế nào? Lấy vũ trụ cửu duy làm ví dụ đi. Một khi hư vô tộc thoát ra, toàn bộ vũ trụ đều trở thành mục tiêu của chúng. Càng chiếm đoạt nhiều thế giới, thực lực chúng lại càng tăng cao. Diệp Huyên im lặng. Bỗng Chi Thanh lên tiếng, phong ấn đã biến mất. Mọi người nhìn sang, thấy sắc mặt nàng ta trầm xuống, tin mới nhận, phong ấn mạnh nhất ở hư vô tộc đã biến mất. Ngôn Tiểu Tiểu cau mày, vì sao lại thế? Chi Thanh, có người giúp chúng. Ngôn Tiểu Tiểu, là ai? Chi Thanh im lặng một hồi, đáp chắc chắn là pháp tắc vũ trụ. Chỉ có bọn họ mới có năng lực tùy ý phá hủy kết giới phong ấn. Nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, rõ ràng bọn họ muốn lợi dụng hư vô giới ngoại vực để đối phó ngươi. Mẹ, pháp tắc vũ trụ lại bắt đầu chơi trò này. Sắc mặt Diệp Huyên trở nên khó coi. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn hắn, xem ra bọn họ thà ngừng bảo vệ vũ trụ cũng muốn diệt trừ ngươi. Trước kia họ từng là phe chính nghĩa, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Ngươi thân là người sáng lập thần đình vũ trụ thì phải có trách nhiệm bảo vệ hòa bình vũ trụ. Nếu ngươi không muốn quản thì ta có trách nhiệm nói rằng toàn vũ trụ sẽ rơi vào cảnh đại loạn, bởi vì những người bên dưới thần đình đã không còn nằm trong vòng kiểm soát. Vũ trụ cửu duy của ngươi cũng đừng mong được yên ổn. Diệp Huyên không nói gì. Võ Kha bỗng nói, nàng ta nói đúng, huynh phải quản việc này. Nếu phong ấn hư vô tộc thật sự đã bị pháp tắc vũ trụ giải trừ thì chúng chắc chắn sẽ tìm đến huynh, khi ấy vũ trụ cửu duy sẽ càng thêm nguy hiểm, trừ khi huynh có thể gọi vị tiền bối kia đến. Cô gái váy trắng. Ngôn Tiểu Tiểu vội vã gật đầu, nếu ngươi gọi nàng ấy đến thì tất cả đều không còn là vấn đề. Diệp Huyên lắc đầu, muội ấy chỉ đến khi pháp tắc vũ trụ xuất hiện thôi. Ngôn Tiểu Tiểu nghe vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Diệp Huyên bỗng nói, thần đình vũ trụ hiện nay còn bao nhiêu cường giả đỉnh cao? Ngôn Tiểu Tiểu nhìn hắn, trừ những người đang trấn thủ ngoài hư vô giới ngoại vực ra thì chỉ còn hai chúng ta. Hai người. Cường giả đỉnh cao của thần đình vũ trụ xem như diệt vong cả rồi. Diệp Huyên không biết nói gì. Ngôn Tiểu Tiểu, nhưng ngươi có thể chiêu mộ cường giả khác. Diệp Huyên có phần khó hiểu, cường giả khác. Ngôn Tiểu Tiểu, ta giới thiệu một người cho người. Nàng ta ngoái lại nhìn về phía sau, Tiểu Song cô nương còn chưa ra sao. Vừa dứt lời, không gian ở ngoài xa bỗng nứt vỡ, để một cô gái bước ra. Diệp Huyên biết người này, đó chính là Đại Ma Vương Ma Tiểu Song. Thấy hắn, nàng ta cười hỏi, ta nên gọi ngươi là Diệp Huyên hay thần chủ thần đình vũ trụ đây? Diệp Huyên cười đáp, Diệp Huyên đi. Mạc Tiểu Song đi đến, kẻ thù của ta và ngươi đều là pháp tắc vũ trụ, sau này ta sẽ cho ngươi biết về ân oán giữa chúng ta và chúng. Diệp Huyên hạ giọng, cô có bao nhiêu cường giả? Mạc Tiểu Song, 6 diệt phàm cảnh, 12 phá phàm cảnh, 32 phàm cảnh. Đó là tất cả những gì ta có. Diệp Huyên khẽ cau mày, ít vậy thôi sao? Mạc Tiểu Song cười, quả thật là ít. Diệp Huyên có phần khó hiểu, vậy trước kia bên cô làm sao chống lại thần đình vũ trụ?
Mạc Tiểu Song khẽ mỉm cười, chúng ta không trực tiếp đối đầu mà dùng lối đánh du kích. Nụ cười trên môi nàng ta dần biến mất, theo những gì Ngân cô nương nói, các pháp tắc vũ trụ chắc chắn đã bí mật nuôi dưỡng một nhóm người, trong đó thấp nhất đều là diệt phàm cảnh. Phần thắng của chúng ta không quá lớn, trừ khi... Nàng ta nhìn Diệp Huyên, trừ khi người đứng sau ngươi xuất hiện, như đại lão váy trắng kia. Diệp Huyên lắc đầu, nàng ấy đã nói chỉ đến khi pháp tắc vũ trụ xuất hiện. Mạc Tiểu Song im lặng một hồi, hỏi lại, nói cách khác, chừng nào pháp tắc vũ trụ còn ẩn thân, nàng ấy sẽ không xuất hiện. Diệp Huyên gật đầu. Mạc Tiểu Song, vậy là chúng ta phải tự tay giải quyết những cường giả do pháp tắc vũ trụ bí mật đào tạo và chiêu mộ rồi. Diệp Huyên gật đầu, đúng là vậy. Mạc Tiểu Song nhìn hắn, ngươi có nắm chắc phần thắng không? Diệp Huyên lắc đầu, không có gì là chắc chắn. Bởi ta không biết bọn họ đào tạo bao nhiêu người, cũng không biết thực lực của hư vô giới ngoại vực đến đâu. Ta không chắc được. Mạc Tiểu Song, chúng ta phải triệu tập những ai có thể được triệu tập về ngay lập tức. Đoạn nàng ta quay sang Ngôn Tiểu Tiểu, đã liên lạc với Điện U Minh chưa? Điện U Minh. Diệp Huyên vội vã nhìn Ngôn Tiểu Tiểu, hắn cũng muốn gặp lại mấy người gì ở đó lắm. Nhưng nàng ta lại lắc đầu, không liên lạc được. Diệp Huyên nhìn Chi Thanh, nghe nàng ta nói, ta đã phái người đi tìm, một khi có tin tức sẽ lập tức báo cho chúng ta. Diệp Huyên gật đầu, tìm được họ rồi thì cứ nói tên ta ra. Chi Thanh nhìn hắn, người quen biết họ. Hắn gật đầu, người bên mình cả. Người bên mình. Sắc mặt Ngôn Tiểu Tiểu và Chi Thanh đều trở nên kỳ lạ. Mạc Tiểu Song lại cười, vậy xem ra chúng ta vẫn có phần thắng. Bởi dù sao vẫn còn bất tử đế tộc. Hơn nữa, nếu ta đoán không sai thì địa linh tộc cũng có quan hệ thân thiết với Diệp công tử đây, đúng chứ? Địa linh tộc. Tầm mắt của Ngôn Tiểu Tiểu và Chi Thanh lập tức bay sang Diệp Huyên. Bọn họ tất nhiên biết được địa linh tộc tuy không giỏi chiến đấu nhưng lại vô cùng kinh khủng ở phương diện chế tạo trang bị. Diệp Huyên do dự, ta không muốn liên lụy đến họ. Chi Thanh, bọn họ sẽ được lợi của riêng mình. Hắn nhìn sang, nghe nàng ta nói, theo ta được biết, bọn họ vẫn luôn muốn có hai kiểu đồ vật. Thứ nhất là hỏa giới, thế giới tràn ngập núi lửa và dung nham, chứa đựng tài nguyên phong phú là một lò rèn khổng lồ cực kỳ phù hợp cho địa linh tộc. Thứ hai là một vài nguyên liệu vô cùng quý hiếm, mà những thứ ấy thần đình vũ trụ chúng ta đều có. Nếu họ bằng lòng hợp tác với chúng ta thì hai bên sẽ cùng được lợi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, như vậy thì được. Đúng lúc này, Tiểu Mộ bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, xòe tay đẩy một quyền trục đến cho hắn. Diệp Huyên có chút không hiểu, Tiểu Mộ, đây là gì? Cô bé nói, xem. Diệp Huyên nhìn quyền trục rồi mở ra, bên trong là một hình vẽ dạng như mảnh giáp và một số họa tiết phức tạp hắn không hiểu. Chi Thanh bỗng lên tiếng, đây là bản vẽ chế tạo giáp ngự thần trong truyền thuyết. Diệp Huyên, giáp ngự thần. Chi Thanh gật đầu, do người sáng lập thần đình vũ trụ tạo nên, từng được ghi chép lại trong thần đình nhưng đã bị thất truyền. Ánh mắt nàng ta đưa sang Tiểu Mộ, không ngờ lại nằm trong tay Tiểu Mộ cô nương. Diệp Huyên tò mò, lợi hại không? Chi Thanh nhìn hắn, được mệnh danh bộ giáp đứng đầu nhân gian. Hắn vội lắc đầu, không tin. Bây giờ hắn không còn tin tưởng vào đứng đầu hay vô địch gì nữa. Giáp chiến thần trước kia cũng được mệnh danh bất bại đấy thôi, kết quả thế nào? Bị pháp tắc sinh mệnh cho một đấm là nát. Chi Thanh hạ giọng, thật sự là vô địch. Bộ giáp này này đứng đầu trong tất cả các thần vật loại hình phòng ngự. Thần đình vũ trụ đã nhiều lần muốn chế tạo nó nhưng đều không có cách, ngay cả Ngôn cô nương cũng không thể làm gì. Ngôn Tiểu Tiểu đi đến nhìn bản vẽ kia, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng, hồi sau nói với Diệp Huyên, nếu thật sự có thể chế tạo được. Giáp này chắc chắn vượt xa giáp chiến thần bất bại, xứng danh bộ giáp đứng đầu nhân gian. Nhưng muốn tạo ra nó thì một mình thần đình vũ trụ ta là không thể, còn phải trông cậy vào địa linh tộc, mà vẫn không thể chắc chắn hoàn toàn. Diệp Huyên im lặng một hồi, sau đó hỏi Tiểu Mộ, giáp này chịu được một kiếm của Thanh Nhi không? Chính là cô gái váy trắng lúc trước ấy. Cô bé lắc đầu. Diệp Huyên, pháp tắc vũ trụ thì sao? Tiểu Mộ nghĩ nghĩ. Vẫn lắc đầu. Diệp Huyên đang muốn hỏi tiếp thì Tiểu Tháp lên tiếng, Tiểu chủ, ta biết cái gì có thể chịu được một kiếm của Thanh Nhi tỷ nè.
Hắn tò mò hỏi, cái gì? Tiểu Tháp cười he he, là da của nhị nha tỷ đó. Nếu lột da tỷ ấy làm giáp thì bảo đảm là siêu vô địch luôn. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi, suy nghĩ được đấy. Vậy Tiểu Tháp đi lột thử xem. Nó cuống cuồng, không không, ta không đi đâu, ta chỉ đề nghị tiểu chủ thôi mà. Đi hay không là do người chứ. Diệp Huyên tức tối, đi cái đầu mi. Bảo ta đi lột da nhị nha cô nương, mi đây là muốn ta bị lột da chứ gì. Tiểu Tháp, người có thể đưa ra ý kiến bình thường được không? Bớt đề nghị mấy thứ ở âm phủ đi. Lột da nhị nha cô nương, đề nghị quái quỷ gì vậy? Diệp Huyên chỉ muốn đập Tiểu Tháp một trận. Sau một hồi im lặng, nó lại nói, có ý kiến này, tiểu chủ có muốn nghe không? Nói thử xem. Không thì dùng ra tiểu chủ đi, ta thấy mặt người dày lắm, nếu làm thành giáp chắc kiếm của Thanh Nhi tỷ cũng không đâm thủng được, thật đấy. Diệp Huyên. Nghe thấy lời của Tiểu Tháp, Diệp Huyên suýt chút nổi điên. Gần đây cái tháp này lì lợm thật đấy. Ngứa đòn rồi. Lúc này, Ngôn Tiểu Tiểu đột nhiên nói, người có thể chế tạo giáp ngự thần. Diệp Huyên nhìn về phía Ngôn Tiểu Tiểu, Ngôn Tiểu Tiểu trầm giọng nói, giáp này không thể ngăn cản cô gái váy trắng, cũng không thể ngăn cản pháp tắc vũ trụ, nhưng dưới bọn họ, thật sự không có mấy người có thể dễ dàng phá hủy giáp này. Chi Thanh cũng nói, Tiểu Tiểu nói đúng, nếu thật sự có thể chế tạo được giáp này, chiến lực của ngươi sẽ đạt đến một mức độ vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên hỏi, áo giáp này dễ chế tạo không? Ngôn Tiểu Tiểu lắc đầu, không dễ, cực kỳ khó khăn, trừ khi địa linh tộc chịu dốc toàn bộ lực lượng để giúp đỡ. Nhưng dù bọn họ có dốc toàn bộ lực lượng, e rằng cũng không chắc chắn 100%. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, khó như thế sao? Ngôn Tiểu Tiểu nhìn Diệp Huyên, còn khó hơn trong tưởng tượng của ngươi rất nhiều. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta đến địa linh tộc một chuyến. Hắn vẫn quyết định chế tạo giáp ngự thần này. Dù chất lượng của giáp chiến thần không tốt lắm, nhưng không thể phủ nhận việc nó cũng rất đáng sợ. Phải biết rằng lúc hắn sử dụng giáp chiến thần, hoàn toàn có thể áp đảo cường giả diệt phàm cảnh một cách dễ dàng. Tác dụng rất lớn. Nhưng không thể gặp cường giả cùng cấp bậc như pháp tắc vũ trụ được, mà ngoài những cường giả như thế, áo giáp này gần như là vô địch. Bây giờ, pháp tắc vũ trụ cũng không dễ dàng xuất hiện. Vì thế thật sự nên chế tạo áo giáp này. Diệp Huyên dẫn mọi người đến địa linh tộc, vì có vũ trụ nghi nên không bao lâu mọi người đã đi tới địa linh giới. Sau khi đến địa linh tộc, Diệp Huyên gặp Sơn Khâu và Tả Hữu trưởng lão. Sau khi nhìn thấy bản vẽ chế tạo của Diệp Huyên, Sơn Khâu lập tức mở cuộc họp, gần như tất cả thợ rèn cấp bậc truyền thuyết của địa linh tộc đều đến. Cũng khá nhiều, có 39 thợ rèn cấp bậc truyền thuyết. Lúc này, tất cả thợ rèn đều đang vây quanh bản vẽ chế tạo của Diệp Huyên, trong lòng bọn họ tràn đầy sự hưng phấn và cuồng nhiệt, giống như một người đàn ông độc thân mấy chục năm đột nhiên nhìn thấy người đẹp người không mảnh vải vậy. Đói khát. Trong điện, mọi người bàn tán vô cùng sôi nổi. Mấy người Diệp Huyên thì tỏ vẻ ngơ ngác. Lúc này, một tiếng hét giận dữ đột nhiên vang lên trong đại điện, tránh ra hết đi. Diệp Huyên xoay người nhìn lại. Thấy một ông lão để râu dài đi vào đại điện, ông lão mặc thiết giáp rất dày, trong tay cầm một cây búa sắt tản ra tia chớp. Lúc nghe tiếng hét đó, những thợ rèn đang có mặt trong điện lập tức nổi giận, nhưng khi thấy ông lão, tất cả mọi người đều im lặng. Sơn Thiết, đây là thợ rèn đứng đầu địa linh tộc trước mắt. Ông ta đã chế tạo ra 3 món thần vật truyền thuyết hoàn mỹ. Trong địa linh tộc, ông ta là người có kỹ thuật chế tạo cao cấp nhất. Sơn Thiết bước nhanh đến trước mặt Sơn Khâu, ông ta quan sát bản vẽ chế tạo kia, một lát sau, ông ta cũng trở nên cuồng nhiệt, một lúc lâu sau đó, ông ta đột nhiên hít sâu một hơi, người thiết kế ra bản vẽ này thật sự là thiên tài đứng đầu. Sơn Khâu trầm giọng nói, Sơn Thiết trưởng lão, địa linh tộc ta có thể chế tạo được thứ này không? Sơn Thiết im lặng một lúc rồi nói, việc này cần tất cả mọi người cùng liên thủ. Ngoài ra, về mặt vật liệu cũng là một vấn đề lớn. Vì một vài vật liệu trên đầy cần, địa linh tộc chúng ta không có. Hơn nữa, nếu muốn chế tạo thứ này, chúng ta phải đến hỏa giới, lợi dụng ưu thế thiên nhiên của nơi đó, khó khăn nhất vẫn là vật liệu và phù văn thuật pháp, vì trên áo giáp này cần dùng đến nhiều phù văn thuật pháp và một vài trận pháp cổ xưa, mà đây là điểm yếu của địa linh tộc chúng ta.
Dứt lời, ông ta không ngừng lắc đầu, rất khó. Nghe vậy, Sơn Khâu xa sầm mặt. Lúc này, Ngôn Tiểu Tiểu ở bên cạnh chợt cất lời, về mặt vật liệu, có lẽ thần đình vũ trụ ta và địa linh tộc các ông có đủ, dù không đủ, chúng ta cũng có thể sử dụng lực lượng của mình đi tìm, cho nên vấn đề cũng không nghiêm trọng lắm. Mà ngoài ra, hỏa giới mà trưởng lão nói vừa khéo nằm trong sự kiểm soát của thần đình vũ trụ, địa linh tộc có thể di chuyển tộc đến nơi đó, vấn đề này cũng không lớn. Còn về phù văn thuật pháp và trận pháp, ta có thể giúp một tay. Mọi người đều nhìn về phía Ngôn Tiểu Tiểu, Ngôn Tiểu Tiểu lại nói, ta cảm thấy khó khăn nhất vẫn là phương diện kỹ thuật, nếu địa linh tộc cảm thấy kỹ thuật không có vấn đề, thì vấn đề khác cũng không phải nghiêm trọng nữa. Vấn đề kỹ thuật. Sơn Thiết đột nhiên cười to, cô nương yên tâm, phương diện kỹ thuật không có vấn đề gì cả. Lúc này, Hữu trưởng lão đột nhiên nói, sau khi chế tạo áo giáp này thuộc về ai? Thuộc về ai? Nghe vậy, xung quanh chợt trở nên yên tĩnh. Lúc này mấy người địa linh tộc cũng tỉnh táo lại. Sau khi chế tạo cái này thuộc về ai? Nếu thuộc về thần đình vũ trụ, bọn họ chắc chắn sẽ không làm. Ta dốc toàn bộ lực lượng chế tạo thần vật cho thần đình vũ trụ. Vậy chẳng phải là làm không công sao? Không làm. Vẻ cuồng nhiệt và hưng phấn trong mắt rất nhiều thợ rèn của địa linh tộc từ từ biến mất. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn về phía Diệp Huyên, áo giáp này chắc chắn là cho Diệp Huyên, nhưng điều kiện tiên quyết là Diệp Huyên phải thuyết phục được địa linh tộc. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, Sơn Khâu bá phụ, thật không dám giấu giếm, bản vẽ chế tạo này là phụ thân của ta cho ta. Sơn Khâu nhìn về phía Diệp Huyên, Dương Huynh. Thần bảo hộ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Ông ấy nói quan hệ của ông ấy và địa linh tộc rất tốt, bảo ta cầm bản vẽ này đến nhờ mọi người giúp ta chế tạo. Nói đến đây, hắn nhìn các thợ rèn của địa linh tộc, đương nhiên ta cũng biết thứ này rất khó chế tạo, hơn nữa còn tiêu tốn rất nhiều vật liệu. Vì thế, nếu địa linh tộc cảm thấy khó xử cũng không sao, ta không chế tạo nữa là được. Sơn Khâu chợt nổi giận, nói gì thế? Người một nhà, khó xử hay không khó xử cái gì? Diệp Huyên nhìn thợ rèn khác của địa linh tộc, lúc này, Sơn Khâu đột nhiên nói, chư vị, thần bảo hộ bảo tiểu tử này đến tìm chúng ta, mọi người thấy thế nào? Dứt lời, ông nhìn về phía Hữu trưởng lão. Hữu trưởng lão hơi do dự, sau đó nói, việc này. Lúc này, Sơn Thiết đột nhiên nói, cái gì mà thấy thế nào? Thần bảo hộ bảo tên nhóc này đến tìm chúng ta. Vậy chứng minh thần bảo hộ xem địa linh tộc ta như huynh đệ, chuyện này đương nhiên chúng ta phải giúp rồi. Nói xong, ông ta nhìn những thợ rèn trong điện, các ngươi có vấn đề gì không? Mọi người đều lắc đầu. Thật ra, tâm trạng của mọi người và cả Sơn Thiết lúc này đều rất vui vẻ. Thần bảo hộ bảo tiểu tử này cầm bản vẽ chế tạo đến địa linh tộc của mình, việc này có ý nghĩa thế nào? Có nghĩa thần bảo hộ thật sự xem địa linh tộc là người của mình. Chuyện này đương nhiên phải giúp rồi. Sơn Khâu cười nói, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc thôi. Diệp Huyên cung kính hành lễ, đa tạ Sơn Khâu bá phụ và các thúc thúc trưởng lão. Lúc này tâm trạng hắn khá phức tạp, phụ thân mình được nể mặt thật đấy. Sơn Khâu cười nói, đều là người một nhà, khách sáo gì chứ? Những người khác cũng gật đầu. Người một nhà. Ba chữ này nghe rất hay. Diệp Huyên cười nói, vậy ta xin tự quyết tặng hỏa giới cho địa linh tộc. Sau này hỏa giới sẽ là địa bàn của địa linh tộc. Nghe vậy, mọi người tỏ vẻ kích động, hỏa giới kia thật sự là thứ bọn họ mơ ước từ rất lâu rồi. Sơn Khâu trầm giọng nói, tiểu tử, những gì ngươi nói là thật sao? Hỏa giới kia là của thần đình vũ trụ mà. Diệp Huyên cười nói, bây giờ ta chính là thần chủ của thần đình vũ trụ. Nghe vậy. Mọi người đều kinh ngạc. Rõ ràng bọn họ đều không biết chuyện xảy ra ở thần đình vũ trụ. Chuyện này cũng bình thường thôi, người của địa linh tộc chỉ có hứng thú với việc chế tạo, còn những thứ khác, bọn họ thật sự chẳng quan tâm. Sơn Khâu nhìn Diệp Huyên, những gì ngươi nói là thật sao? Diệp Huyên cười đáp, đúng thế. Sơn Khâu khẽ thở dài, tên nhóc này, mới mấy ngày trôi qua đã trở thành thần chủ của thần đình vũ trụ rồi. Diệp Huyên cười nói, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Sơn Khâu gật đầu, ha ha,
Sau này hẳn nói, chúng ta chế tạo giáp ngự thần này trước đã. Dứt lời, ông nhìn về phía Sơn Thiết, ông chính là thợ rèn chính, bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người trong địa linh tộc, kể cả ta, ông đều có thể sai khiến, ngoài ra, tất cả nguyên liệu, ông đều có thể sử dụng. Sơn Thiết gật đầu, được. Địa linh tộc nhanh chóng trở nên bận rộn. Dốc hết lực lượng cả tộc. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, hình như phụ thân của ngươi rất được nể mặt. Diệp Huyên cười đáp, đúng thế. Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu, vậy tiếp theo đi tới hư vô giới ngoại vực một chuyến không? Bên kia có người của chúng ta, đều là những người chọn ở lại tiếp tục cống hiến sức lực. Bây giờ tình trạng của bọn họ rất tồi tệ. Diệp Huyên gật đầu, đi tìm hiểu trước xem sao. Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu, chúng ta xuất phát thôi. Mấy người Diệp Huyên rời đi, còn chuyện chế tạo giáp ngự thần thì để địa linh tộc phụ trách. Trên đường đi, Diệp Huyên im lặng không nói một lời. Thật ra điều hắn lo lắng nhất bây giờ là Mục Tiểu Đao và Tiểu Ách. Hắn không biết hai người họ có thể gặp nguy hiểm không. Hắn cũng muốn giữ hai người họ lại, nhưng đành chịu, hai người họ đều có lý tưởng của riêng mình, hắn hoàn toàn không thể kiểm soát. Diệp Huyên nhanh chóng dẫn mọi người đi tới hư vô giới ở ngoại vực. Nhưng khi bọn họ đi tới tinh vực của hư vô giới, Ngôn Tiểu Tiểu chợt nhíu mày, không đúng. Ma Tiểu Song ở bên cạnh quan sát xung quanh, tay phải chậm rãi siết chặt lại. Diệp Huyên cũng phát hiện tình huống không đúng lắm. Lúc này, Chi Thanh đột nhiên nói, ta không thể liên lạc với bọn họ. Ngôn Tiểu Tiểu trầm giọng hỏi, không thể liên lạc được sao? Chi Thanh gật đầu, hoàn toàn không liên lạc được. Nói xong, nàng ấy quan sát khắp xung quanh, chúng ta rút lui trước đã. Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu. Mọi người đang định rút lui thì đột nhiên có biến cố diễn ra, trong tinh không đột nhiên xuất hiện rất nhiều thứ lơ lửng, sau đó nó chậm rãi rơi xuống. Sau khi nhìn rõ, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Những thứ lơ lửng này đều là thi thể. Khoảng mấy nghìn thi thể. Chi Thanh nhìn những thi thể này, nhẹ giọng nói, người của chúng ta đều đã chết rồi. Lúc này, một quan tài đột nhiên rơi xuống từ trên không, dừng lại trước mặt Diệp Huyên. Bên trong quan tài không có gì cả. Có một cô gái xuất hiện trước mặt mọi người. Cô gái mặc áo bào trắng, á ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử, lần đầu gặp mặt, cỗ quan tài này xem như quả ra mắt, ngươi thích chứ? Nhìn cỗ quan tài trước mặt, Diệp Huyên im lặng một lúc lâu rồi nói, trước khi đến, ta còn đang nghĩ có thể thương lượng không, bây giờ xem ra là không thương lượng được rồi. Cô gái áo bào trắng cười nói, thương lượng. Diệp công tử, đúng như lời ngươi nói, thật sự không có gì để thương lượng cả. Diệp Huyên nhìn cô gái áo bào trắng, pháp tắc sinh mệnh chết rồi. Cô gái gật đầu, ta biết. Diệp Huyên cười, cho nên vẫn không thương lượng à. Cô gái áo bào trắng cười nói, không thương lượng, trừ khi ngươi chết. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì không thương lượng. Hắn vừa dứt lời, một tia hàn mang đột nhiên xuất hiện trước mặt cô gái áo bào trắng. Người ra tay chính là Tiểu Mộ. Nếu không thương lượng, vậy đương nhiên phải đánh nhau rồi. Nhưng một dao này của Tiểu Mộ lại chém vào không khí. Không biết cô gái áo bào trắng đã tránh tới cách đó nghìn trượng từ bao giờ, á ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử, bị trấn áp mười mấy vạn năm, mối thù này không phải ngươi chết là có thể xóa đi được, chúng ta gặp nhau ở vũ trụ cửu duy. Dứt lời, người á ta trở nên hư ảo. Cùng lúc đó, tinh không xung quanh chợt biến mất. Hoàn toàn biến mất. Thấy cảnh này, Ngôn Tiểu Tiểu lập tức xa sầm mặt, bọn họ đang nuốt chửng thế giới này. Ngay cả thế giới của mình mà bọn họ cũng nuốt chửng. Ma Tiểu Song nhẹ giọng nói, bọn họ không định để lại cho mình bất cứ đường lui nào cả. Diệp Huyên nói, chúng ta đi thôi. Dứt lời, hắn khởi động vũ trụ nghi, dẫn mọi người cùng biến mất. Việc hắn cần làm nhất bây giờ là trở về vũ trụ cửu duy. Bây giờ vũ trụ cửu duy vẫn chưa biết đến hư vô tộc cường đại này, phải thông báo với bất tử đế tộc trước, nếu không sau này khi hai bên giao thủ, bất tử đế tộc sẽ chịu thiệt thòi. Sau khi mấy người Diệp Huyên rời đi không lâu, toàn bộ hư vô giới đều biến thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Nếu muốn khôi phục thế giới này có lẽ cần ít nhất mười mấy vạn năm nữa. Vũ trụ cửu duy.
Sau khi dẫn mọi người trở lại vũ trụ cửu duy, Diệp Huyên lập tức đi tìm Đông Lý Tịnh. Trong điện, Đông Lý Tịnh im lặng không nói một lời. Các trưởng lão khác của bất tử đế tộc cũng mang sắc mặt vô cùng nặng nề. Một lúc lâu sau đó, Đông Lý Tịnh cất lời, nếu nói thế, mục đích của hư vô tộc này là toàn bộ vũ trụ ư. Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu, chính là cả vũ trụ. Bọn họ cắn nuốt càng nhiều thế giới, thực lực của bọn họ sẽ càng mạnh, nếu để bọn họ cắn nuốt hết những vũ trụ đã biết bây giờ, thực lực của bọn họ sẽ đạt tới một mức độ vô cùng đáng sợ. Không đúng, bây giờ chúng ta phải ngăn cản bọn họ, nếu để bọn họ cắn nuốt đến vũ trụ cửu duy, khi đó có lẽ bọn họ còn mạnh hơn lúc này. Đông Lý Tịnh lắc đầu, Ngôn cô nương, nếu hư vô tộc này đúng như lời cô nói, thì có lẽ chúng ta không thể ngăn cản bọn họ được đâu. Trước kia thần đình vũ trụ có thể áp chế bọn họ là vì người sáng lập thần đình vũ trụ bố trí phong ấn ở hư vô giới, còn có pháp tắc vũ trụ trấn áp, nhưng bây giờ, pháp tắc vũ trụ lại đứng về phía bọn họ, mà bên phía chúng ta, chủ nhân của ba thanh kiếm không có ở đây, người sáng lập thần đình vũ trụ. Nói đến đây, bà nhìn Diệp Huyên, bây giờ ngươi có thể khôi phục trí nhớ và thực lực chứ? Diệp Huyên lắc đầu, không thể. Đông Lý Tịnh hơi khó xử, không có khả năng chiến thắng. Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu, thật sự không có khả năng chiến thắng cho lắm. Nhưng bây giờ không phải vấn đề có thể chiến thắng hay không. Mục tiêu của hư vô tộc không chỉ là Diệp Thần Chủ, mà là cả vũ trụ. Không ai có thể may mắn thoát nạn. Đông Lý Tịnh gật đầu, chúng ta không thể không chiến đấu. Dứt lời, bà nhìn về phía Diệp Huyên, người có ý kiến gì không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nhìn về phía Chi Thanh cô nương, ta cần hiểu rõ tình huống của hư vô tộc này, bao gồm cả thực lực tổng thể của bọn họ. Chi Thanh gật đầu, chuyện này giao cho ta. Dứt lời, nàng ấy lấy một viên đá truyền âm ra đưa cho Diệp Huyên, có thứ này, người có thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào, muốn biết gì cũng có thể hỏi ta. Diệp Huyên nhận lấy đá truyền âm, Chi Thanh lại nói, bây giờ chúng ta phải đến thần ngục một chuyến. Nơi đó vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của chúng ta, nếu người bị giam ở đó ra ngoài thì cũng sẽ rất phiền phức. Diệp Huyên gật đầu, đứng dậy, đi ngay bây giờ. Dứt lời, hắn lập tức dẫn mọi người rời đi. Diệp Huyên cũng biết lúc nhận lấy lợi ích của người sáng lập thần đình vũ trụ, cũng sẽ phải nhận lấy những ân oán của người sáng lập. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Trước đây hắn cũng muốn trốn tránh, nhưng hắn biết rõ mình không thể trốn thoát được. Khi hắn thừa nhận mình là thần chủ của thần đình vũ trụ, có những nhân quả ân oán, hắn không muốn nhận cũng phải nhận. Lúc này, càng không thể không dứt khoát hơn, kẻ thù chính là kẻ thù, bạn chính là bạn, cần giết phải giết, nếu do dự sẽ khiến nhiều người bỏ mạng hơn. Sau khi mấy người Diệp Huyên rời đi, Đông Lý Tịnh đi tới cửa đại điện, bà nhìn chân trời ngoài điện, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Lúc này, Đông Lý Chiến nhẹ giọng nói, người đang lo lắng cho tương lai của bất tử đế tộc sao? Đông Lý Tịnh gật đầu, chúng ta lựa chọn hắn, nhưng hắn cũng mang đến cho chúng ta rất nhiều nhân quả không thể biết trước. Đông Lý Chiến cười hỏi, hối hận không? Đông Lý Tịnh lắc đầu, không hối hận, vì hắn có dòng máu của bất tử đế tộc ta. Đông Lý Chiến nhẹ giọng nói, bắt đầu từ giây phút này, tương lai và số phận của bất tử đế tộc đã trở nên không rõ ràng rồi. Đông Lý Tịnh gật đầu, truyền lệnh xuống, phòng ngự cấp 1, tất cả tộc nhân lập tức trở về bất tử giới, chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Cường giả ở bên ngoài nhanh chóng chạy về bất tử đế tộc. Thần ngục. Sau khi có vũ trụ nghi, Diệp Huyên muốn đi đến đâu cũng đơn giản hơn. Nếu dưới tình huống bình thường, bọn họ muốn đi từ vũ trụ ngũ duy đến thần ngục sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng có vũ trụ nghi, chưa tới nửa canh giờ đã đến được thần ngục rồi. Sau khi đi tới thần ngục, Diệp Huyên lập tức cảm nhận được rất nhiều hơi thở cường đại. Ngôn Tiểu Tiểu ở bên cạnh cất lời, đây chính là thần ngục, nhốt những người vô cùng mạnh mẽ của rất nhiều tinh vực. Mà bây giờ, nơi này cũng sắp mất khống chế rồi. Lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt mấy người Diệp Huyên. Khi thấy Ngôn Tiểu Tiểu, nét mặt của người đàn ông thả lỏng hơn một chút, Ngôn cô nương. Dứt lời, ông ta lại nhìn về phía Diệp Huyên, hơi do dự, sau đó cũng hành lễ, bái kiến thần chủ. Diệp Huyên gật đầu, bây giờ tình huống nơi này thế nào?
Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, sau khi biết thần đình xảy ra biến cố lớn, những người kia bắt đầu phá phong ấn, mà nơi này còn đang thiếu người, hoàn toàn không bảo vệ được, nhiều nhất nửa ngày, có lẽ những phong ấn kia sẽ biến mất. Diệp Huyên chợt hỏi, người mạnh nhất ở nơi này là ai? Người đàn ông trung niên trần trừ một lúc mới nói, nữ phong tử. Cô gái điên. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, nữ phong tử. Ngôn Tiểu Tiểu giải thích, người đứng thứ hai trong bảng truy nã vũ trụ. Cường giả cấp nhập thần. Diệp Huyên biết, trên diệt phàm chính là nhập thần, trên nhập thần chính là siêu thần, mà cô gái cầm thương An Lan Tịnh chính là cường giả siêu thần cảnh. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, dẫn ta đi gặp nàng. Người đàn ông trung niên lập tức lắc đầu, quá nguy hiểm. Diệp Huyên cười nói, không sao đâu. Ngôn Tiểu Tiểu nói, dẫn chúng ta đi đi. Nếu chỉ là Diệp Huyên, chắc chắn nàng ta sẽ lo lắng, dù thực lực của Diệp Huyên cũng mạnh thật, nhưng chắc chắn không thể chống lại cường giả nhập thần cảnh. Còn bây giờ nàng ta có thể yên tâm là vì bên cạnh Diệp Huyên còn có Tiểu Mộ. Đây là ai? Là người có thể đấu tay đôi với phân thân của pháp tắc vũ trụ. Cường giả nhập thần cảnh bình thường thật sự không phải đối thủ của Tiểu Mộ, dù là cường giả siêu thần cảnh, cô bé cũng có thể chống lại được, đương nhiên không phải kiểu như An Lan Tịnh. An Lan Tịnh không phải chỉ đánh nhau với phân thân của pháp tắc vũ trụ, mà là có thể áp đảo phân thân của pháp tắc vũ trụ, còn Tiểu Mộ khi đối mặt với phân thân của pháp tắc vũ trụ vẫn rơi vào thế yếu. Đây là sự khác biệt. Mọi người được người đàn ông trung niên dẫn đường đi tới trước một vách núi. Người đàn ông trung niên đọc thần chú, vách núi chợt nứt ra, mọi người nhìn thấy một cô gái. Cô gái mặc váy đỏ, tóc dài tung bay, lúc này, nàng ta đang nhìn vào gương trang điểm. Cô gái rất xinh đẹp, còn đang nở nụ cười, dường như rất hài lòng với dung mạo của mình. Người đàn ông trung niên bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng nói, thần chủ, cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn về phía cô gái, cô nương, có thể nói chuyện một lát không? Cô gái trong khe núi quay đầu nhìn Diệp Huyên, hơi cong môi, trông rất anh tuấn. Diệp Huyên cười đáp, ta cũng thấy thế. Mọi người. Cô gái đứng dậy đi tới trước khe núi, nàng ta cẩn thận quan sát Diệp Huyên, cười nói, nghe nói ngươi là người sáng lập của thần đình vũ trụ. Diệp Huyên gật đầu, phải. Cô gái chớp mắt, có thể thả ta ra không? Diệp Huyên gật đầu, có thể. Nghe vậy, cô gái hơi sửng sốt. Một khắc sau, nàng ta cười tươi, thật sao? Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên, thả nàng ra. Người đàn ông trung niên hơi do dự, Diệp Huyên lại nói, ta nói thả nàng ra. Người đàn ông trung niên khẽ run, cảm thấy lạnh sống lưng, ông ta biết có cường giả đang nhìn chằm chằm mình. Chắc chắn là sát thủ thần bí kia. Người đàn ông hành lễ, thần chủ, ta không có quyền thả nàng, nếu muốn thả nàng. Thần chủ phải làm phép giải trừ cấm chế mới được. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Ngôn Tiểu Tiểu, dùng sức mạnh giải trừ thôi. Diệp Huyên gật đầu, Tiểu Mộ. Hắn vừa dứt lời, một con dao găm chợt cắm lên trước khe núi, một khắc sau, một tấm chắn vô hình lập tức vỡ tan. Cô gái được tự do. Cô gái chậm rãi đi về phía Diệp Huyên, nàng ta đi tới trước mặt hắn, cứ nhìn hắn như thế, tại sao lại thả ta? Diệp Huyên cười đáp, cô nương xinh đẹp như thế lại bị nhốt ở đây, ta không đành lòng. Cô gái ngây người, sau đó cười khẽ, ngươi thật thú vị. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Đi được mấy bước, cô gái đột nhiên dừng lại, cần ta cảm ơn ngươi không? Diệp Huyên cười, nếu như cô muốn, ta sẽ không từ chối. Cô gái xoay người nhìn Diệp Huyên, tuyệt đối đừng để cô bé thân bí bên cạnh rời khỏi ngươi. Nếu không, ngươi sẽ chết. Diệp Huyên hỏi, cô muốn giết ta sao? Cô gái lắc đầu, không phải. Sau đó, nàng ta xoay người rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước, nàng ta lại dừng lại, sau đó cười nói, nếu ta là ngươi, ta sẽ lập tức chạy trốn. Dứt lời, nàng ta cứ thế biến mất. Diệp Huyên đứng yên tại chỗ. Lúc này, Tiểu Mộ xuất hiện trước mặt hắn, nàng nhìn Diệp Huyên. Tiểu Tháp cũng chợt cất lời, tiểu chủ, có nguy hiểm đến gần. Có nguy hiểm, ha ha, ta cảm nhận được rồi. Rất nhiều mối nguy hiểm đang bao vây lấy người, đại khái là cách khá xa, hì hì, người mau khen ta đi. Diệp Huyên. Khen ta đi.
Diệp Huyên đen mặt, tiểu tháp này càng ngày càng không bình thường. Lúc này, Tiểu Mộ nói, đi. Đi. Diệp Huyên lập tức gật đầu, xoay người rời đi. Hắn biết người có thể khiến Tiểu Mộ có vẻ nghiêm trọng như thế chắc chắn không phải người bình thường. Nhưng mọi người vừa rời khỏi thần ngục, một tia hàn mang đột nhiên sáng lên từ sau lưng Ngôn Tiểu Tiểu. Ngôn Tiểu Tiểu trợn mắt, một hơi thở tử vong kéo đến. Nàng ta hoàn toàn không thể phản kháng. Lúc này, sau lưng nàng ta lại xuất hiện thêm một tia hàn mang. Oanh! Bỗng nhiên có tiếng rên vang lên, một tàn ảnh liên tục lùi lại. Tiểu Mộ xuất hiện bên cạnh Ngôn Tiểu Tiểu, cách chỗ nàng ta mấy trăm trượng có một tàn ảnh đang lui lại rồi dần biến mất. Không thấy nữa. Ngôn Tiểu Tiểu trầm giọng nói, là sát thủ. Diệp Huyên nhìn xung quanh, chúng ta đi thôi. Mọi người lập tức rút lui. Lúc này, xung quanh mọi người đột nhiên xuất hiện vô số tàn ảnh. Những tàn ảnh này hư hư thực thực, giống như quỷ mị, rất kỳ lạ. Đây không phải trọng điểm là bọn họ đều có tu vi diệt phàm cảnh. Bên cạnh Diệp Huyên, Tiểu Mộ cầm dao găm trong tay, nàng liên tục đảo mắt nhìn những tàn ảnh xung quanh, nhưng lại không ra tay. Bây giờ nàng hoàn toàn không dám rời khỏi Diệp Huyên. Không có nàng, mấy người Diệp Huyên hoàn toàn không thể chống lại những sát thủ này, thật ra Diệp Huyên vẫn ổn, dù không có giáp chiến thần thì vẫn còn có thần trang, nhưng Ngôn Tiểu Tiểu và Chi Thanh thì hoàn toàn không chống lại được. Lúc này, Ma Tiểu Song cất lời, phải rút lui. Diệp Huyên lắc đầu, không rút lui được. Dứt lời, hộp đựng kiếm đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, một khắc sau, 12 thanh kiếm bay ra. Vụt! 12 thanh kiếm phá không bay đi, nhưng lại chỉ chém vào không khí, vì những tàn ảnh kia đã lặng lẽ biến mất. Thấy cảnh này, Diệp Huyên sa sầm mặt. Diệt phàm cảnh không đáng sợ, sát thủ diệt phàm cảnh mới đáng sợ. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên chợt trợn mắt, không ổn. Bọn chúng muốn giữ chân chúng ta, vũ trụ cửu duy đang gặp nguy hiểm. Nghe vậy, mấy cô gái xung quanh đều thay đổi sắc mặt. Diệp Huyên lập tức muốn rời đi, nhưng lúc này, một tàn ảnh chợt bay đến trước mặt hắn, có điều đã bị Tiểu Mộ chặn lại, một khắc sau, lại có vô số tàn ảnh bay tới. Những tàn ảnh này không chỉ có tốc độ cực nhanh mà còn không có hơi thở, thần thức hoàn toàn không cảm nhận được, vì thế, lúc đối mặt với những sát thủ này, bọn họ vô cùng bị động, vì chỉ khi đối phương ra tay, bọn họ mới có thể đánh trả. Diệp Huyên lập tức nói, Tiểu Mộ, ngăn bọn họ lại. Diệp Huyên vừa dứt lời, không gian dưới chân hắn khẽ rung, hắn sử dụng giày xuyên thời không biến mất. Hắn hoàn toàn không thể sử dụng vũ trụ nghi ở nơi này, vì truyền tống vũ trụ nghi cần một chút thời gian, mà chắc chắn những sát thủ này sẽ không cho hắn thời gian. Sau khi Diệp Huyên biến mất, không gian xung quanh chợt rung động, rõ ràng là có người muốn đuổi theo hắn, nhưng lúc này, Tiểu Mộ đột nhiên biến mất. Phụt phụt phụt. Trong không gian mấy vạn trượng xung quanh đột nhiên xuất hiện những hàn mang lạnh lẽo, chỉ nghe thấy tiếng nhưng không thấy hình. Ngôn Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía Ma Tiểu Song, Tiểu Song cô nương, lập tức cho người của cô đến vũ trụ cửu duy. Ma Tiểu Song gật đầu, ta đã thông báo rồi, người của ta đang cố hết sức chạy đến vũ trụ cửu duy. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn hàn mang dày đặc phía xa, nói với giọng điệu nặng nề, chúng ta đi thôi. Bây giờ Tiểu Mộ đã chặn những sát thủ kia lại, mà mấy người họ ở lại đây sẽ chỉ đem lại thêm phiền phức thôi. Ba cô gái lập tức rút lui. Ở một nơi khác, Diệp Huyên xuất hiện trong một tinh vực không biết tên, hắn lấy vũ trụ nghi ra muốn tiến hành truyền tống, nhưng lúc này, hắn chợt híp mắt, xoay người chém xuống một kiếm. Xoẹt! Một kiếm chém xuống, nhưng lại không có gì cả. Diệp Huyên híp mắt lại, Tiểu Tháp, cảm nhận giúp ta xem. Tiểu Tháp im lặng một lát rồi nói, không cảm nhận được. Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên chợt híp mắt lại, hắn xoay người chém xuống một kiếm. Oanh. Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyên lùi lại cả nghìn trượng. Mà trước mặt hắn vẫn chẳng có ai cả. Diệp Huyên nhìn xung quanh, hắn không cảm nhận được gì cả. Kha kha. Lúc này, một tiếng cười kỳ lạ đột nhiên xuất hiện khắp xung quanh. Dù tiếng cười vang vọng khắp không trung, nhưng lại giống như ngay sát bên tai. Diệp Huyên trầm giọng nói, Tiểu Tháp, giúp đỡ đi.
Tiểu tháp đáp, chủ nhân, ta chỉ là một cái tháp thôi. Diệp Huyên chợt mở lòng bàn tay, tiểu tháp xuất hiện trong tay hắn, lúc này, hắn chợt xoay người đặt tiểu tháp trước mặt mình. Oanh! Tiểu tháp rung động kịch liệt, sau đó đưa cả Diệp Huyên bay xa tận mấy nghìn trượng. Tiểu tháp khẽ rên, tiểu chủ, người làm gì thế? Diệp Huyên lạnh nhạt đáp, ta cảm thấy chúng ta nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, người thấy sao? Tiểu tháp oán giận, người làm thế là bắt nạt ta. Diệp Huyên nhìn xung quanh, ta không quan tâm, người nghĩ cách giúp ta thoát khỏi sát thủ thần bí này đi. Tiểu tháp ngạc nhiên nói, tiểu chủ, ta có thể có cách gì được? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, hay là ngươi chặn đường, ta đi trước. Tiểu tháp đột nhiên giãy nảy, mẹ kiếp, tiểu chủ ngươi có đang nói tiếng người không vậy? Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, tiểu tháp, ta phải trở về vũ trụ cửu duy. Bây giờ hắn rất lo lắng cho vũ trụ cửu duy. Chắc chắn những sát thủ này đến để ngăn cản bọn họ trở về vũ trụ cửu duy. Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, tiểu Ngưu, ra ngoài giúp đỡ chút đi. Tiểu Ngưu đáp, ta đang ngủ. Tiểu tháp. Diệp Huyên cạn lời, người ngủ mà còn trả lời được à? Lúc này, tiểu Ngưu lại nói, tiểu tháp, tiểu chủ, hai người đừng hại ta nữa. Ta chỉ là một con trâu trung thành mà thôi. Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn xung quanh không có động tĩnh, hắn lấy vũ trụ nghi ra muốn chạy đi, lúc này, một quỷ ảnh lại xuất hiện. Diệp Huyên rút kiếm chém một phát. Oanh! Một kiếm chém vào hư không, không có gì cả. Diệp Huyên sa sầm mặt. Bây giờ hắn càng chắc chắn đối phương đang ngăn cản hắn, không cho hắn trở về vũ trụ cửu duy. Diệp Huyên lập tức dùng giày xuyên thời không biến mất, trong nháy mắt, hắn đã biến mất ở cuối tinh không, trong lúc chạy, hắn lấy vũ trụ nghi ra định rời đi, nhưng lúc này, một quyền ấn đột nhiên đánh tới. Diệp Huyên không thể không dừng lại, đâm tới một kiếm. Ầm. Diệp Huyên bị đánh bay cả nghìn trượng, hắn vừa mới dừng lại, một tiếng cười chợt vang lên xung quanh hắn. Diệp Huyên sa sầm mặt, như nghĩ đến điều gì, hắn đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ. Ẩn giáp. Sau khi sử dụng ẩn giáp, hắn lập tức tiến vào trong thế giới không rõ kia. Tinh không xung quanh trở nên yên tĩnh. Diệp Huyên lấy vũ trụ nghi ra, nhưng vũ trụ nghi hoàn toàn không thể sử dụng trong thế giới này. Diệp Huyên cau mày, sao có thể? Dứt lời, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng lẽ thế giới này không giống với thế giới của chúng ta? Hắn lại thử mấy lần, nhưng vẫn không được. Thấy thế, Diệp Huyên sa sầm mặt. Hắn nhìn ra ngoài, tinh không vô cùng yên tĩnh, ánh sáng lấp lánh, ngân hà rực rỡ, đẹp không tả xiết. Nhưng hắn biết, chắc chắn người thần bí kia vẫn còn ở đây. Mà lúc này, hắn không dám đi lung tung, vì nơi này quá kỳ lạ. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, hắn lại gặp những điểm sáng màu trắng kia. Thật ra hắn hơi tò mò, vì những điểm sáng màu trắng đó rất có thể là truyền tống trận. Nếu thật sự là thế, vậy thì đó là truyền tống trận đi đến nơi nào đây? Diệp Huyên chợt nói, tiểu tháp, người có muốn đi xem thử không? Tiểu tháp lập tức sốt ruột, tiểu chủ, gần đây người sao thế? Sao động một tí là muốn lừa tháp vậy? Diệp Huyên cười nói, ngươi là ngọn tháp đứng đầu chư thiên vạn giới, ngươi sợ gì chứ? Tiểu tháp lạnh nhạt nói, tiểu chủ, người đừng khen khống ta. Ta sẽ không mắc lừa đâu. Dù ta chỉ là một cái tháp, nhưng ta là tháp có trí khôn đấy. Diệp Huyên. Lúc này, một giọng nói vang lên từ trong đầu hắn, vũ trụ cửu duy gặp nguy hiểm, mau trở về. Giọng nói của Chi Thanh. Nghe vậy, Diệp Huyên sa sầm mặt, hắn lập tức rời khỏi thế giới khó hiểu kia, khi hắn xuất hiện trong tinh không, tiếng cười kỳ lạ đó lại vang lên. Lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu Diệp Huyên, tiểu tử, ngươi đi đi. Ta ngăn cản người này giúp ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyên ngây người, sau đó mừng rỡ. Diệp Huyên lấy vũ trụ nghi ra, lúc hắn muốn bỏ chạy, quỷ ảnh kia lại xuất hiện, nhưng lúc này, một móng vuốt đột nhiên đánh xuống không gian trước mặt Diệp Huyên. Oanh! Không gian trước mặt Diệp Huyên lập tức sụp đổ, một tàn ảnh liên tục lùi lại khoảng mấy nghìn trượng. Lúc này, Diệp Huyên đã biến mất. Ở vị trí Diệp Huyên vừa đứng có một con yêu thú xuất hiện.
Cùng Kỳ. Cùng Kỳ lạnh lùng nhìn về phía xa, lúc này, tàn ảnh kỳ lạ kia dần trở nên hư ảo, lại sắp biến mất. Cùng Kỳ đánh xuống lần nữa. Ầm. Tinh không trong phạm vi mấy trăm nghìn dặm nứt ra, một tàn ảnh không ngừng lùi lại trong hố đen không gian đổ nát. Vũ trụ cửu duy, bất tử giới. Hôm nay, trên bầu trời của bất tử giới đột nhiên xuất hiện một cô gái mặc áo bào trắng, giữa chân mày có nốt chu sa. Đối diện cô gái áo bào trắng là Đông Lý Tịnh. Cô gái nhìn Đông Lý Tịnh, cười nói, người biết ta là ai không? Đông Lý Tịnh nói, hư vô tộc. Cô gái gật đầu, hư vô tâm, đây là tên của ta. Đông Lý Tịnh nhìn hư vô tâm, người muốn tiêu bất tử đế tộc. Cô gái cười, không, chúng ta là muốn nuốt chửng huyết mạch của bất tử đế tộc ngươi. Ả ta vừa dứt lời, không gian sau lưng ả ta bắt đầu biến mất từng chút một. Nuốt chửng bất tử giới. Đông Lý Tịnh nhìn chằm chằm hư vô tâm, người cũng có huyết mạch đặc biệt. Hư vô tâm cười nói, đúng thế. Huyết mạch của các ngươi quá hấp dẫn, nuốt chửng chúng, hư vô tộc ta sẽ trở nên càng mạnh hơn, vì chúng ta có thể lấy được bất tử chi lực của các ngươi. Đông Lý Tịnh im lặng một lát rồi nói, mở nhà thờ tổ, kêu gọi linh hồn của tất cả tiên tổ. Bà vừa dứt lời, cửa nhà thờ tổ trên cấm sơn đột nhiên mở ra, một khắc sau, những linh hồn từ trong nhà thờ tổ bay lên cao. Linh hồn của tất cả tiên tổ. Đây chính là lá bài tẩy cuối cùng của bất tử đế tộc. Lá bài tẩy cuối cùng. Từ lúc thấy hư vô tâm, Đông Lý Tịnh đã biết bọn họ không thể đấu lại hư vô tộc này rồi. Dưới tình huống như thế, chỉ khi sử dụng lá bài tẩy mạnh nhất, tranh thủ chút thời gian, bất tử đế tộc mới có hy vọng thôi. Đến bây giờ mấy người Diệp Huyên vẫn chưa xuất hiện chắc chắn là bị giữ chân, mà chỉ khi bọn họ trở lại, bất tử đế tộc mới có hy vọng. Sau khi linh hồn của những tiên tổ xuất hiện, không gian trên bầu trời của bất tử đế tộc lập tức sôi trào. 36 linh hồn tiên tổ. Tất cả đều là tộc trưởng và cường giả cao cấp của bất tử đế tộc trước đây. Dù đều đã chết, nhưng bọn họ đều sẽ để lại một tia hồn phách của mình trong nhà thờ tổ. Đây là lá bài tẩy cuối cùng của bất tử đế tộc. Khi nhìn thấy những linh hồn tiên tổ kia, hư vô tâm cười khẽ cô nương, chưa nói đến chuyện bọn họ chỉ là hồn phách. Cho dù bản thể của bọn họ ở đây thì cũng chỉ là con kiến với hư vô tộc ta mà thôi. Đông Lý Tịnh nói, có lẽ các ngươi chỉ có hai mục đích, một là nuốt chửng vũ trụ, hai là Diệp Huyên, đúng không? Hư vô tâm gật đầu, đúng thế. Đông Lý Tịnh nhìn hư vô tâm, cô nương nên biết, pháp tắc sinh mệnh kia đã chết rồi. Hư vô tâm cười đáp, ta biết, chẳng những thế ta còn biết sau lưng hắn có hai cường giả vô cùng mạnh mẽ. Một là người đàn ông áo xanh, hai là cô gái váy trắng, đúng không? Đông Lý Tịnh cười nói, hư vô tộc còn mạnh hơn cả hai người họ sao? Hư vô tâm lắc đầu, đương nhiên là không, người có thể giết chết pháp tắc vũ trụ chắc chắn hư vô tộc ta không thể chống lại. Đông Lý Tịnh hơi tò mò, vậy vì sao cô nương còn muốn nhằm vào hắn chứ? Hư vô tâm cười nói, nếu bất tử đế tộc ngươi bị trấn áp mười mấy vạn năm, có lẽ các ngươi sẽ hiểu tâm trạng của chúng ta. Đông Lý Tịnh lắc đầu, ít nhất các ngươi vẫn còn sống. Hư vô tâm cười to, cô nương, chúng ta cũng không có quá nhiều sự lựa chọn. Vì sao pháp tắc vũ trụ lại thả chúng ta? Chẳng lẽ vì yêu sao? Đương nhiên là không rồi. Hư vô tộc ta muốn có được tự do, nên chỉ có thể thần phục pháp tắc vũ trụ. Vì cho dù là hư vô tộc hay pháp tắc vũ trụ muốn có được sự tự do chân chính cũng đều phải giết chết Diệp công tử kia, khiến hắn hoàn toàn biến mất. Đông Lý Tịnh cười nói, vậy ngươi có nghĩ đến chuyện sau khi giải quyết hắn, phải giải quyết người đứng sau hắn như thế nào không? Hư vô tâm lắc đầu, đây không phải việc của hư vô tộc ta, đây là việc của pháp tắc vũ trụ. Mà ta tin nếu bọn họ dám đối đầu với hai người đó thì chắc chắn có niềm tin và chỗ dựa, ngươi thấy đúng không? Đông Lý Tịnh lắc đầu, tiếc là ngươi chưa từng gặp hai người họ, nếu không, có lẽ ngươi sẽ đổi ý. Hư vô tâm cười nói, sẽ không, vì ngươi không biết mười mấy vạn năm qua, hư vô tộc ta đã sống như thế nào đâu. Nếu hắn khôi phục trí nhớ, chắc chắn hắn sẽ trấn áp hư vô tộc một lần nữa, thậm chí là tiêu diệt hư vô tộc, chúng nên chúng ta cũng giống như pháp tắc vũ trụ, chỉ có thể liều mạng đánh cược thôi. Dứt lời, ả ta đưa mắt nhìn xung quanh, cô nương muốn chờ cứu viện đúng không,
nhưng ta có thể cho ngươi biết, ngươi không chờ được đâu. Vì người của pháp tắc vũ trụ đã giữ chân Diệp công tử kia rồi, mà cho dù hắn đến một mình cũng vô ích, dù sao bây giờ hắn cũng rất yếu. Sau khi ả ta nói xong, không gian xung quanh ả ta lại bắt đầu biến mất từng chút một. Ra tay rồi. Đông Lý Tịnh cất lời, chư vị tiên tổ, làm phiền rồi. Linh hồn của những tiên tổ bất tử đế tộc trên đỉnh đầu Đông Lý Tịnh gật đầu, một khắc sau, bọn họ xông thẳng về phía hư vô tộc kia. Hư vô tâm cười khẽ tiêu diệt. Ả ta vừa dứt lời, sau lưng ả ta đột nhiên xuất hiện 19 người áo đen, những người áo đen này cầm loan đao thật dài trong tay, lưng đeo vỏ đao, sau khi xuất hiện, bọn họ lập tức xông về phía tiên tổ của bất tử đế tộc. Đại chiến diễn ra. Nhưng hai bên vừa giao thủ đã có kết quả. Những linh hồn tiên tổ của bất tử đế tộc kia hoàn toàn không phải đối thủ của những người áo đen này, những linh hồn tiên tổ lần lượt nổ tung. Thấy cảnh này, sắc mặt của cường giả bất tử đế tộc bên dưới lập tức thay đổi. Đông Lý Tịnh nhìn về phía chân trời, không biết đang nghĩ gì. Chẳng mấy chốc, tất cả linh hồn tiên tồn ở chân trời đều biến mất sạch. Mà những người áo đen kia không có một ai chết cả. Sau khi chém chết linh hồn tiên tổ của bất tử đế tộc, 19 người áo đen cung kính lùi lại sau lưng Hư Vô Tâm. Hư Vô Tâm nhìn Đông Lý Tịnh, cười nói kết thúc rồi. Thật sao? Lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Một khắc sau, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt mọi người. Thấy bất tử đế tộc vẫn còn, Diệp Huyên lập tức thở phào nhẹ nhõm, nếu bất tử đế tộc có mệnh hệ gì, cả đời này hắn cũng sẽ không tha thứ cho mình. Suy cho cùng đây cũng là nhân quả của Diệp Huyên hắn. Thấy Diệp Huyên, Đông Lý Tịnh cũng thở phào. Bất tử đế tộc hoàn toàn không thể chống lại hư vô tộc này, vì bọn họ không cùng một thời đại, hư vô tộc này là cùng thời đại với người sáng lập thần đình vũ trụ đấy. Thấy Diệp Huyên, Hư Vô Tâm cười nói, Diệp công tử, rất có bản lĩnh, không ngờ ngươi lại có thể thoát khỏi những sát thủ của pháp tắc vũ trụ. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, tộc trưởng, cho tất cả thế hệ trẻ rút lui. Đông Lý Tịnh nhìn Diệp Huyên, không cần, vì mục tiêu của bọn họ không phải chỉ mỗi ngươi, mà còn có bất tử đế tộc ta nữa, bọn họ muốn nuốt chửng huyết mạch của chúng ta, nếu hôm nay thua trận, tất cả mọi người đều phải chết. Huyết mạch thôn phệ. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, hắn nhìn về phía Hư Vô Tâm, huyết mạch của các ngươi cũng rất đặc biệt. Hư Vô Tâm cười nói, thật ra ta muốn nuốt chửng huyết mạch của ngươi hơn. Vì ngươi có hai loại huyết mạch vô cùng mạnh. Nhưng một huyết mạch khác của ngươi quá bá đạo, ta không kiểm soát được. Dứt lời, ả ta nhìn xuống dưới, cười nói, nếu có thể nuốt chửng tất cả huyết mạch của bất tử đế tộc này, thực lực của hư vô tộc ta sẽ nâng lên một bậc. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, cùng lúc đó, hộp đựng kiếm cũng xuất hiện sau lưng hắn. Diệp Huyên nhìn Hư Vô Tâm, chúng ta đấu một trận đi. Hư Vô Tâm cười nói, ngươi muốn kéo dài thời gian, ta có thể để ngươi được như ý, vì ta cũng cần một chút thời gian. Diệp công tử, xin mời. Diệp Huyên đột nhiên biến mất, vào lúc hắn biến mất, 12 thanh kiếm đỏ như máu đột nhiên xuất hiện. Xoẹt. Không gian bị chém rách, 12 tia kiếm quang thoáng chốc chém tới trước mặt Hư Vô Tâm. Hư Vô Tâm không hề né tránh, khi 12 tia kiếm quang chém tới trước mặt ả ta. Tay phải đang để sau lưng của ả ta đột nhiên siết chặt, ngự thủ. 12 tia kiếm quang lập tức bị một tấm chắn vô hình chặn lại, không thể tiến lên. Hư Vô Tâm cười khẽ phá cực. Oanh! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 143.